năm 75 tuổi, địa chỉ ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, nghề nghiệp tự do, nghề nhập viện là ngày 9 giờ ngày 2 tháng 3 năm 2022, ngày lập bệnh án là 8 giờ ngày 6 tháng 3. Lý do nhập viện của bệnh nhân này là khó thở. Về bệnh sử thì bệnh nhân đã được chẩn đoán COPD cách đây vào năm 2020 tại Bệnh viện Thống Nhất, đang theo dõi và tái khám tại Bệnh viện Thống Nhất. Thì cách nhập viện khoảng 1 tháng, thì 1 tháng nay thì bệnh nhân thường ho, nhiều về sáng và khi mới thức dậy, ho có khạc đàm trắng trong, đàm loãng, không sốt, không đau ngực. Bệnh nhân chỉ dùng thuốc theo đơn điều trị COPD chứ không đi khám. Thì cách với nhập viện khoảng 5 ngày thì bệnh nhân cảm thấy khó thở khi đang nghỉ ngơi, khó thở nhiều ở thì thở ra. Bệnh nhân xịt thuốc các cơn thì có giảm, kèm theo có ho đàm vàng đặc, lượng ít. Bệnh nhân không sốt, không đau ngực. Vào cái ngày nhập viện thì bệnh nhân khó thở với tính chất tương tự và không giảm khi sử dụng thuốc các cơn nên nhập viện. Trong quá trình mà lấy thì bệnh nhân không đau ngực, không đau đầu, không sốt, tiểu vàng trong, lượng khoảng 1,5 lít trên ngày, không rát buốt, không phù. Về tình trạng lúc nhập viện thì bệnh nhân tỉnh, da niêm hồng, chi ấm, mạch rõ, T1, T2 đều rõ, thở co kéo, cơ phụ, ranh rít, ranh ngáy, ranh rộ, nổ hai phía trường, bụng mềm, ấn không đau. Về sinh hiệu thì mạch 105 lần trên phút, nhịp thở 28, nhiệt độ 37, huyết áp là 110 trên 70, SP2 là 91% trên khí trời. Về cái phần xử trí lúc nhập viện thì bệnh nhân được truyền natrichloro 0,9% 500 ml, một chai truyền 20 giọt trên phút. Bệnh nhân được xài Combivan 0,5 g, cộng 2,5 mg một ống, Bumicort 0,5 mg một ống phù khí dung trong vòng 15 phút nhân 3. Được theo dõi mạch và huyết áp, SpO2. Về tiền căn của bệnh nhân, về tiền căn nội khoa thì bệnh nhân được chẩn đoán lao phổi cách đây 20 năm và điều trị tại bệnh viện Phạm Thật. COPD thì được chẩn đoán năm 2020 tại bệnh viện Thống Nhất. Lúc chẩn đoán thì bệnh nhân nhập viện vì khó thở và đã được đo hô hấp ký, mà lần này bệnh nhân không mang theo kết quả và không nhớ cái kết quả FEV1. Bệnh nhân cái triệu chứng hàng ngày của bệnh nhân thì bệnh nhân thấy khó thở khi đi lại khoảng 20 mét và phải ngừng lại để thở. Một năm qua thì bệnh nhân nhập viện khoảng 3 lần. Thì xếp nhóm COPD của bệnh nhân này là nhóm D. Cái đơn thuốc đang sử dụng trong cái lần tái khám gần nhất là ngày 8 tháng 2 năm 2022 với chẩn đoán là đợt cấp COPD. Đây là cái đơn thuốc của bệnh nhân. Tiếp theo là về tiền căn bản thân, về sinh hoạt thì bệnh nhân có hút thuốc lá 30 gói năm, hiện tại đã bỏ thuốc, không uống rượu bia, vì dị ứng thì chưa ghi nhận dị ứng với thức ăn hay thuốc. Về tiền căn tiêm chủng thì tiêm chủng vaccine COVID-19, cúm và phế cầu. Về tiền căn gia đình thì chưa ghi nhận tiền căn lao COPD, hen phế quản, bệnh lý hô hấp khác, bệnh lý di truyền gia đình hoặc gia đình không có ai nhiễm COVID. Về tới lượt qua các cơ quan thì cái đây là phần khám sau nhập viện khoảng 4 ngày. Thì phần tim mạch thì bệnh nhân không đau ngực, không hồi hộp, không đánh trống ngực. Hô hấp thì bệnh nhân khó thở, có ho, có khạc đàm. Về tiêu hóa bệnh nhân không đau bụng, không nôn, không tiêu chảy. Về tiết niệu thì bệnh nhân tiểu nước tiểu vàng trong, không buốt, không rét, lượng khoảng 1,5 lít trên ngày. Về thần kinh cơ thì bệnh nhân không chóng mặt, không đau đầu, không yếu liệt, không giới hạn vận động, các khớp. Về phần khám về tổng trạng thì bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, thể trạng gầy, da niêm hồng, chi ấm, tuyến giáp không to, tĩnh mạch cổ không nổi, tĩnh hạch ngoại biên thì không sợ chạm,
không do dấu xuất huyết. Cân nặng thì 52 kg, chiều cao 1m7, thì tính ra BMI của bệnh nhân là 18, thì bệnh nhân này là suy dinh dưỡng thể gầy còm. Về sinh hiệu thì bệnh nhân ổn, mạch 90, nhịp thở 22, nhiệt độ là 37, huyết áp là 127, SpO2 là 96%. Về cái phần khám tuần hoàn thì lồng ngực cân đối, không u sẹo, không vết mổ cũ, không sao mạch, không rung miêu, không ổ đập bất thường, dấu hạch da âm tính, mỏm tim sờ được ở khoang sườn 6, được chung đòn trái 1 cm, nhịp tim đều, tần số đều T1 T2 rõ, không âm thổi, mạch quay rõ ở hai bên. Về hô hấp thì lồng ngực di động theo nhịp thở, không co kéo cơ hấp phụ, trung thanh đều hai phế trường vỏ trong, rì rào phế nang đều hai bên, phổi không ra. Về tiêu hóa thì bụng cân đối, không tuần hoàn bàn hệ, không sao mạch, không vết mổ cũ, không u sẹo bất thường, bụng mềm ấn không đau, không đề kháng thành bụng, gan lách không sợ chạm. Về thận tiết niệu thì không có điểm đau niệu quản, chạm thận âm tính, cầu bàng quang âm tính, thần kinh không có dấu thần kinh định vị, cổ mềm và xương khớp, các cơ quan khác thì chưa ghi nhận bất thường. Về tóm tắt bệnh án của em thì bệnh nhân nam 75 tuổi nhập viện vì khó thở, qua hỏi bệnh và thăm khám thì ghi nhận các triệu chứng cơ năng là có khó thở tăng, ho khạc đạm vàng, lượng đạm đạm thì tăng, triệu chứng thực thể là thở co kéo cơ phụ. Sinh hiệu ghi nhận là tại cấp cứu thì mạch là 105, nhịp thở là 28, nhiệt độ 37, huyết áp là 11,7, SpO2 là 91%. Nghe phổi thì có ranh rít, ranh ngáy, ranh ẩm, hai vết trường. Tiền căn bệnh nhân COPD nhóm D, có lao phổi cũ, có hút thuốc 30 gói năm. Về đặt vấn đề của em thì bệnh nhân này có khó thở cấp trên một cái nền mạng, có hội chứng nhiễm trùng đường hô hấp, tiền căn nhiều, tiền căn COPD nhóm D có 3 trên 3 triệu chứng theo Anthony. Về cái chuẩn đoán sơ bộ của em là đợt cấp COPD mức độ nặng theo Anthony, yếu tố thúc đẩy là nhiễm trùng đường hô hấp, chưa ghi nhận biến chứng trên nền COPD nhóm D. Chuẩn đoán phân biệt là viêm phổi cộng đồng còn mức độ nhẹ theo CRP65, chưa ghi nhận biến chứng, nguy cơ nhiễm các tác nhân đa kháng trên nền bệnh nhân COPD. Chuẩn đoán phân biệt tiếp theo là suy tim cấp, yếu tố thúc đẩy là nhiễm trùng, chưa ghi nhận biến chứng trên nền COPD. Và cái chuẩn đoán phân biệt nữa là hội chứng vành cấp trên nền một bệnh nhân viêm phổi cộng đồng mức độ nhẹ theo CRP65, chưa ghi nhận biến chứng trên nền bệnh nhân COPD nhóm D. Về biện luận thì nghĩ nhiều đến đợt cấp COPD cái mức độ nặng theo angiotensin, vì bệnh nhân này thường xuyên khó thở, có kiểu hình gầy mòn và đủ 3 trên 3 triệu chứng theo anh Tony Sen là khó thở tăng, có đàm đổi màu và lượng đàm tăng. Yếu tố thúc đẩy ở đây là nhiễm trùng hô hấp, thì bệnh nhân có biểu hiện là ho, khạc đàm vàng, khó thở và có ranh ngáy. COPD nhóm D thì theo cái triệu chứng hàng ngày của bệnh nhân là có khó thở khoảng 20 mét thì phải dừng lại để thở, thì xếp loại theo MMAC thì độ 4. Trong vòng 1 năm qua thì bệnh nhân có 3 lần nhập viện vì đợt cấp COPD, nên thì nghĩ nhiều đến cái chuẩn đoán đợt cấp COPD nhất, và đề nghị cận lâm sàng là làm công thức máu CRP và X quang phổi. Nghĩ bệnh nhân có viêm phổi cộng đồng mức độ nhẹ theo cấp CRP65, vì bệnh nhân này có hội chứng nhiễm trùng hô hấp, là có ho, có khạc đàm vàng, và bệnh nhân này là trên 65 tuổi, có được một điểm trên theo CRP65.
Bệnh nhân này thì là bị mắc cái COPD và trước đó có sử dụng kháng sinh là cái Cefa3. Bệnh nhân này là 75 tuổi nên là có các nguy cơ nhiễm các tác nhân đa kháng như streptococcus đa kháng, Pseudomonas và MRSA. Đề nghị làm công thức máu CRP qua ngực thẳng và cái đàm kháng sinh đồ. Bệnh nhân này thì vì bệnh nhân này là có một cái khó thở cấp, bệnh nhân lớn tuổi nên là chưa loại trừ được một cái tình trạng suy tim cấp, yếu tố thúc đẩy là nhiễm trùng. Đề nghị làm thêm cái NT-proBNP và siêu âm tim. Bệnh cũng vì lý do là bệnh nhân này có một cái khó thở cấp mà cái triệu chứng khó thở cấp thì nó cũng tương đương với triệu chứng đau ngực nên là không loại trừ được cái hội chứng vành cấp trên bệnh nhân này nên là đề nghị làm troponin điện tâm đồ. Đây là cái cận lâm sàng mà em đề nghị, đó là cận lâm sàng để chuẩn đoán xác định là có công thức máu CRP X quang ngực thẳng, cái đàm kháng sinh đồ và làm kháng sinh đồ. Cận lâm sàng chuẩn đoán phân biệt là có điện tâm đồ, NT-proBNP, siêu âm tim và troponin. Cận lâm sàng thường quay là công thức máu, điện tâm đồ, X quang ngực thẳng, sinh hóa máu và tổng phân tích nước tiểu. Sau đây em xin trình bày về kết quả cận lâm sàng. Thì về cận phân tích tế bào máu vào ngày nhập viện là bệnh nhân có dòng bạch cầu trong giới hạn bình thường, hemoglobin của bệnh nhân là 10,9 g/dL, HCG 33,7%, MCV 80,4 lít, MCH 25,8 microgram, là bệnh nhân có thiếu máu hồng cầu nhỏ nhiệt sắc mức độ nhẹ, tiểu cầu của bệnh nhân là 228.000 microlít, thì là tiểu cầu trong giới hạn bình thường. Về các chỉ số đông cầm máu là chưa ghi nhận bất thường. Tim máu động mạch của bệnh nhân là bệnh nhân có VOC là 73,6 mm thủy ngân. Thì bệnh nhân không có suy hô hấp, và bệnh nhân không ghi nhận các rối loạn tuần kiềm. Về X quang ngực thẳng là bệnh nhân họ tên Lê Văn D, 75 tuổi, tư thế chụp sau trước, không xoay, hít đổ sâu, thấy được 9 khung sườn sau và 6 khung sườn trước, không có thấy tràn khí dưới da, xương sườn không mất liên tục, bóng tim không co và tổn thương thâm nhiễm rải rác, có tổn thương thâm nhiễm rải rác hai phế trường, mờ góc sườn hành trái nên kết luận là tổn thương thâm nhiễm rải rác hai phế trường, nghĩ do viêm phổi. Về sinh hóa máu là CRP 41,1 mg trên dL, tăng cao, nghĩ nhiều là bệnh nhân có nhiễm trùng. Kết hợp với lâm sàng thì có thể nghĩ đây là do viêm phổi. Bệnh nhân có hạ natri máu mức độ nhẹ, natri 132 mmol trên lít và các chỉ số sinh hóa khác trong giới hạn bình thường. Về điện tâm đồ của bệnh nhân là nhịp xoang đều, tần số 96 lần một phút, trục trung gian, có ngoại tâm thu thấp, sóng quy ở V1, V2, ST trên lên 1 mm ở V1 và 20 mm ở V2, nên theo dõi nhồi máu cơ tim bán cách vùng vắt. Thì men tim của bệnh nhân là về động mạch men tim troponin THS lúc 0 giờ là nhỏ hơn 40 microgram trên ml và làm lại lúc 1 giờ cũng là nhỏ hơn 40 microgram trên ml. Kết hợp ECG nghĩ bệnh nhân có nhồi máu cơ tim cũ vùng vắt, và NT-proBNP là 99 microgram trên ml thì không nghĩ là có suy tim cấp. Về siêu âm tim, chức năng tâm thu thất trái bảo tồn, ES 69%, van động mạch chủ dày vôi hóa ở van ba lá 2/4, các buồng tim không giãn, thành tim không dày, bát liên nhĩ liên thất nguyên vẹn, bát bằng 30 mm thủy ngân, không tăng áp lực động mạch phổi, dịch màng tim không có, không huyết khối trong buồng tim. Chẩn đoán xác định là viêm phổi cộng đồng mức độ nhẹ theo khớp 65, một điểm có nguy cơ nhiễm tác nhân streptococcus đa kháng pseudomonas.
RSA, NCOPD nhóm D. Về điều trị thì ở đây cũng em xét bệnh nhân có tiêu chuẩn nhập viện của bệnh nhân là bệnh nhân có tuổi lớn hơn 65, có bệnh nồng mắc là COPD và còn số nhập viện trong năm qua của bệnh nhân là 3 lần, nên bệnh nhân có tiêu chuẩn nhập viện. Về điều trị ban đầu cho bệnh nhân thì sẽ dùng thuốc giảm phế quản, giảm ho, long đàm, kháng sinh, đảm bảo thông khí, duy trì SpO2 94-98%, đảm bảo cân bằng nước và điện giải, đảm bảo dinh dưỡng và cho bệnh nhân vận động sớm trong 24 giờ đầu nhập viện. Thì về điều trị kháng sinh là điều trị nội trú không nằm ICU thì có theo khuyến cáo của ACS 2007, có bản này thì mình quyết định là cho bệnh nhân dùng cetirizine và kết hợp với azithromycin. Thì y lệnh cụ thể sẽ là nằm đầu cao 30 độ, thở oxy qua cannula 3 lít phút, nitroglycerin 0,9% 500ml một chai, truyền tĩnh mạch 30 giọt phút, cetirizine 1g, tim mạch chậm, azithromycin 250mg 2 viên uống, bromhexin 8mg 1 viên nhân 2 uống và theo dõi đáp ứng kháng sinh sau 48 giờ. Điều trị giai đoạn ổn định cho bệnh nhân là sẽ có điều trị không dùng thuốc và điều trị dùng thuốc. Thì điều trị không dùng thuốc sẽ là giáo dục cách dùng thuốc và theo dõi tuân trị của bệnh nhân, cho bệnh nhân tập thể dục, phục hồi chức năng phổi và không hút thuốc lá, và tư vấn bệnh nhân tiêm vaccine là vaccine cúm, phế cầu, phòng nhiễm trùng hô hấp, và tư vấn bệnh nhân đi tiêm thêm vaccine COVID-19. Và điều trị dùng thuốc của bệnh nhân là COPD nhóm D, đang dùng LABA/ICS và các cơn bằng SABA nhưng vẫn xuất hiện đợt cấp 3 lần một năm do dùng không đúng cách LABA/ICS. Thì bệnh nhân chỉ dùng 2 nhát một lần một ngày và lần này bệnh nhân có viêm phổi thì nghi là do các dụng phụ của ICS, nên sẽ hướng điều trị cho bệnh nhân bây giờ sẽ là đổi từ LABA/ICS thành LABA/LAMA và các cơn bằng SABA, hướng dẫn bệnh nhân sử dụng đúng cách và đúng liều. Thì qua thuốc ra viện của bệnh nhân sẽ là Samecarol 25mg 2 nhát 2 lần một ngày, Tiotropium 2 nhát 1 lần một ngày, tái khám sau 1 tháng. Dạ, phần trình bày của nhóm em đến đây là hết. Mời các bạn và thầy đặt câu hỏi ạ. Bây giờ bệnh án trình xong rồi, các bạn còn lại cái ý kiến gì không? Các bạn còn lại cái ý đi. Đang lập luận như vậy được không? Dạ thưa thầy, thì cái chỗ bệnh sử thì em sẽ bỏ cái khúc cuối đi thầy, tới cái chỗ nhập viện là sẽ kết thúc bệnh sử. Rồi các bạn khác cho ý kiến, bạn nào chạy slide đó đưa cái slide đó lên coi, đưa chạy tới cái phần bạn nói đó. Đó, dạ em nói sao? Dạ thì em sẽ bỏ cái chỗ mà trong quá trình bệnh lý thì bệnh nhân không đau ngực, không đau đầu, không sốt, tiêu tiểu vàng trong, sẽ bỏ cái khúc đó đi. Lý do sao bỏ? Lý do sao bạn để mà lý do sao em bỏ? Dạ cái này là bệnh sử em làm mà cái bệnh sử ở kết thúc ở cái lúc mà nhập viện đó thầy. Tôi không biết chắc là các bạn làm theo kiểu gì tôi không biết, nhưng nếu như mà thi các bạn thi kết thúc mà các thi vấn đáp ấy và cái bệnh sử nó như thế này thì các bạn sẽ bị trừ điểm, tôi chỉ nói vậy thôi. Còn ai hướng dẫn các bạn làm như thế này thì tùy các bạn, thì tôi không biết, nhưng mà đối với tôi bệnh sử là nó chỉ kết thúc với những cái gì nó khiến cho bệnh nhân đi vô. Còn nếu như mà bệnh nhân đó nhập viện 5 ngày, bệnh nhân khó thở,
khi nghỉ ngơi kèm đau ngực thì tôi ghi vô trong đó một kèm đau ngực. Còn nếu như không đau ngực thì tôi không việc gì tôi phải nêu ra việc đó. Bệnh nhân khó thở khi gắng sức hay là đi cầu bón hay là mỗi lần đi tiêu lỏng bệnh nhân sẽ mệt khó thở hơn chẳng hạn vân vân, thì tôi sẽ mô tả tất cả những cái vấn đề đó nó dính vào trong đó. Nếu như bệnh nhân u sơ thiền liệt tuyến, bệnh nhân nó đi coi như là gắng sức khi đi tiểu thì bệnh nhân tiểu khó thì tôi sẽ ghi ra mỗi lần bệnh nhân khó tiểu, bệnh nhân đi tiểu khó khăn, bệnh nhân lại càng lên cơn khó thở. Những cái đó là những cái nó đi kèm ở trong cái từng cái triệu chứng nó liên quan của bệnh nhân. Còn nếu như không có liên quan thì không việc gì tôi phải đưa vô, tôi có thể đưa qua phần lượt qua các cơ quan cho nên này tôi không nói được, nó tới nó lùi nó hoài mệt đó, không có nói cái việc này nữa. Rồi. Rồi bây giờ bệnh nhân vào từ ngày mấy? Dạ ngày 2 tháng 3. Bệnh nhân vào từ ngày 2 tháng 3. Ông ta tên là Lê Văn gì? Lê Văn Đo hả? Dạ. Lê Văn Đo. Đúng không? Dạ dạ. Sinh năm 1947 đúng không? Dạ. Rồi. Bệnh nhân đo 1947. Bệnh nhân vào ngày 2 tây, em khám ngày mấy tây? Khám ngày 6 tháng 3. Khám ngày hôm qua thôi. Đó. Dạ. Tại ngày 6 tháng 3. Cái bệnh án của mấy em là mấy em sẽ làm theo cách gì? Dạ thì bình thường tụi em sẽ được hướng dẫn là lấy những cái triệu chứng mà lúc cấp cứu rồi biện luận nha thầy. Biện luận. Rồi sao làm sao nữa? Rồi sẽ điều trị lúc cấp cứu, rồi sau đó bệnh nhân ổn sẽ điều trị lúc lúc tại khoa và sau đó là đơn xuất viện. À, vậy em quay trở lại bệnh sử của em. Rồi em đi tiếp, tiếp xuống, slide kế tiếp. Ủa cái bệnh án này là cái bệnh án này là rồi tiếp đi. À, xích lên lại coi. Rồi. Rồi xong sao nữa? Tiếp tục đi. Tiếp. Rồi cái từ lúc nhập viện cho đến khi các em khám nó diễn tiến bệnh nhân sao, em có tóm tắt không? Dạ cái đó thì tụi em không. Rồi tiếp. Tiếp đó. À, quay trở lại tiền căn chút đi, quay trở lại cho tiền căn. Rồi tự nhiên nè, làm nè. Thuốc lá 30 gói năm hiện còn hút hay đã bỏ, bỏ được bao nhiêu lâu rồi, là coi như không có thông tin gì hết. Bây giờ 30 gói năm. Dạ hiện tại bệnh nhân đã bỏ thuốc lá được mà hơn năm rồi thầy.
Có hơn năm thôi, lý do thôi, cũng vậy. Dạ cái lần lần đó ổng bị bệnh, ổng nhập viện xong rồi từ đó là ổng bỏ luôn thầy. Họ ngày hút thuốc lá như thế mà đến năm coi như 75 tới 74 tuổi ổng mới bị COPD để đi nhập viện hả hay sao? Họ phát hiện ra COPD năm 2020. Ừ. Dạ Tại sao? Hả? em hỏi thì trước đó ổng cũng kêu có, ổng cũng hay khó thở, khó thở trước đó rồi, nhưng mà cái lần đó ổng khó thở nhiều nên ổng mới nhập viện xong mới phát hiện bệnh đó. Lạ em có thấy lạ không? Dạ em cũng thấy lạ là cái những bệnh nhân này họ hút lâu thì họ khó bỏ. Nếu như bạn thấy như vậy nó hơi lạ đó, như vậy mình không biết mình khai thác bệnh sử nó có đúng không, hay là mình bị bệnh nhân giảm bớt. Dạ cái này em sẽ rút kinh nghiệm. Hả? Các bạn nào khai thác bệnh sử ca đó đúng không? Dạ có em với bạn Hà khai thác chung mà. Rồi bây giờ cái bệnh sử nó vậy đó, rồi bây giờ mấy em á là thống nhất với lại cái tóm tắt bệnh án và đặt vấn đề không? Thì trước khi đi nói điều trị mình phải coi là bệnh nhân mình vậy mình làm vấn đề gì đúng chưa? Tại vì đúng mình mới đi nói chuyện được. Rồi triệu chứng cơ năng, triệu chứng thực thể. Rồi tiếp tục đi. Rồi bây giờ bệnh nhân nó tự nhiên mình đặt vấn đề là khó thở cấp trên nền mạng. Thế bây giờ một bệnh án bệnh nhân COPD mình cần tập trung vào những vấn đề gì khi mình đặt vấn đề? Dạ thưa thầy là xem bệnh nhân có cái hội chứng suy hô hấp hay không, bệnh nhân có hội chứng nhiễm Hỏi như trùng. vậy một chứng tỏ là nó chưa có hoàn chỉnh. Dạ thưa thầy là do trên cái ca này thì em chưa ghi nhận cái hội chứng suy hô hấp thầy. Em là tại sao không đặt vấn đề suy hô hấp, mà tại sao thầy chỉ hỏi là trên một bệnh án COPD chúng ta cần đặt những vấn đề gì? Dạ thưa thầy là suy hô hấp cấp rồi, có hội chứng nhiễm khuẩn hô hấp hoặc là dưới nếu có, rồi có hội chứng đông đặc hay không, rồi có tiền căn COPD và cái số triệu chứng theo Anthony Sen hay không. Dạ và nếu mà có nghĩ suy tim cấp thì có thể đặt thêm một vấn đề là suy tim cấp rồi. Rồi bạn nào có ý kiến đó thì cho biết đi.
Các bạn nào về cái đặt vấn đề đó nó liên quan cái chẩn đoán của các em, cho nên giờ các em đặt vấn đề như vậy đủ chưa để mình ra cái được cái chẩn đoán đó không? Rồi muốn như vậy thì giờ em quay qua cái chẩn đoán của em đi. Rồi như vậy đủ chưa? Chẳng nói như vậy còn thiếu rất là nhiều đấy. Một cái yêu cầu của một bệnh án á, CBD hay là viêm phổi đó, đều có phải có cái phần của cái chẩn đoán yếu tố nguy cơ nhiễm tác nhân đa kháng. Thế bây giờ trên chẩn đoán á, thì lấy gì các em xuống dưới đó mấy em điều trị lựa chọn kháng sinh. Là anh. Dạ thưa thầy, thì em sẽ bổ sung một số yếu tố nguy cơ như là bệnh nhân này là lớn tuổi, bệnh nhân có sử dụng kháng sinh trước đó và bệnh nhân này có mắc COPD thầy, với có dạ, đó là những yếu tố mà em nghĩ đến bệnh nhân này nhiễm các tác nhân đa kháng. Lý do tại sao là các em không bổ sung cái yếu tố nguy cơ của bệnh nhân vô trong cái phần đặt vấn đề của mình để nó có để mình đi ra chẩn đoán? Dạ dạ để em bổ sung. Dạ thì vậy là mình thêm một cái vấn đề nữa thầy, là những yếu tố nguy cơ mình sẽ đặt thành một cái vấn đề. Đúng rồi. Dạ còn lại nè, lý do tại sao mình đặt suy tim cấp và hội chứng mạch vành cấp ra ở đây? Dạ thưa thầy, thì bệnh nhân này thì bình thường cũng có khó thở, nhưng mà cái lần nhập viện này em nhận thấy thì cái khó thở này nó mức độ trầm trọng hơn, nên là với bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ như là lớn tuổi thì em không loại trừ những cái bệnh này được thầy. Bệnh nhân thì bệnh nhân 4 ngày rồi mà diễn tiến bằng triệu chứng khó thở sau đó ho khạc đàm mà, chứ đâu phải là đột ngột bệnh nhân bị khó thở. Dạ thì là những ngày trước thì bệnh nhân có đáp ứng với thuốc giãn cái phế quản, nhưng mà cái ngày nhập viện thì bệnh nhân đúng rồi, cái diễn tiến đó là cái diễn tiến của hô hấp mà, nên cái khó thở đó là nó do tim.
thì là coi như nó làm sao nó đáp ứng được cái thuốc giãn phế quản. Rồi cái ngày dạ cái ngày nhập viện thì không đáp ứng thầy. Thì đúng rồi. Dạ. Tức là bệnh nhân vào đợt cấp, bệnh nhân chỉ có thuốc giãn phế quản xong thì làm sao mà được. Bắt đầu bệnh nhân nhiễm khuẩn rồi. Và cái gì nó làm cho cái đợt cấp nó nặng lên là nhiễm khuẩn chưa có kiểm soát. Dạ. Cho nên bệnh nhân có cái gì thì mình đi nói cái đó. Còn nếu như không có thì mình không có đi nói cái chuyện mình đưa vô cho nó thừa thải hết trơn trọi á. Khó thở cấp tính là khó thở làm sao. Trong bài đã nói rồi, nếu như mà bệnh nhân đó cái yếu tố khởi phát ấy, nó liên quan hô hấp thì như thế nào. Còn nếu như nó liên quan đến bệnh nền, bệnh động mạch của bệnh nhân thì nó như thế nào. Dạ thưa thầy, thì theo em thì mình dựa vào cái bệnh này và cái triệu chứng kèm theo, như bệnh trên bệnh nhân này thì có cái triệu chứng của đường hô hấp nó nổi trội hơn, nên là mình nghĩ tới tới đợt cấp COPD hoặc là viêm phổi. Dạ, dạ thưa thầy, là em nhớ hồi thầy dạy là để phân biệt giữa cái khó thở của cái hô hấp hay là ít liên quan, thì trong bài thì dùng là ít liên quan tới hô hấp thì sẽ là đột ngột khó thở, có thể là kèm đau ngực và sẽ không có những cái triệu chứng của nhiễm khuẩn hay là siêu vi. Còn cái việc thứ hai là hội chứng mạch vành cấp, lý do sao mình đưa hội chứng mạch vành cấp ở đây. Mấy em đừng có lấy bệnh nhân lớn tuổi ra để mấy em kêu bệnh nhân lớn tuổi cho nên có nguy cơ. Lâm sàng nó phải có. Thế hội chứng mạch vành cấp biểu hiện nó là cái gì? Là khó thở à? Dạ thưa thầy. Cái gì nếu mình trước một bệnh nhân mình nghĩ đến ông ta bị hội chứng mạch vành cấp? Dạ bệnh nhân đau ngực ạ. Đau ngực hiểu làm sao? Dạ, đau ngực ở đâu? Dạ đau ngực ngực trái kiểu co thắt lan ở xuống tay hoặc lên cằm. Còn những bạn khác coi đau ngực của mạch vành đặc trưng là đau ngực ở đâu? Dạ ở ngực trái hoặc là sau xương ức ạ. Đặc hiệu của đau ngực của mạch vành là nó ở đâu? Cái này tôi hỏi Y4 Tân Tạo nó còn trả lời được đó nha. Đau ngực đặc hiệu của mạch vành là đau ngực ở đâu? Thưa thầy là đau như thắt bóp nghẹt hoặc đè nặng sau xương ức ạ. Đau của mạch vành đặc hiệu đó là đau, đặc điểm của bệnh nhân là khởi phát là đau ngực là sau xương ức kiểu bóp nghẹt. Còn nếu như mà đau ngực trái thôi thì phải mô tả đủ những cái vị trí, hướng lan, cường độ, tính chất rồi coi nó có hay không. Thế bệnh nhân này của mình có không? Dạ không thầy. Không có mắt chị mình đưa vô làm gì? Mình đưa vô xong đến phiên thầy hỏi mình cái mình mới hỏi nhiều đó thôi đó. Chứ người ta chưa có không có hỏi các em tiếp tục là bây giờ phân tầng tiếp cận mà hội chứng mạch vành cấp hiện giờ nó như thế nào. Cho nên cái trong cái bệnh án em có việc gì nêu ra cái hội chứng mạch vành cấp hết. Còn giả dụ như bệnh nhân có đau ngực rồi khó thở rồi kèm theo nặng ngực rồi thì như vậy á, mình nói à cái này có mạch vành mà phía bên trên ấy, mình đi là bệnh nhân này là suy tim cấp. Thì như vậy nó có bị trùng lắp với nhau không? Có không?
Dạ có thể là cái suy tim là cái hậu quả của hội chứng bệnh cấp. Cho nên trong cái suy tim cấp, bệnh cảnh của suy tim cấp ấy, người ta nói là gì, có đợt mất phụ cấp của suy tim mạn, có tâm phế cấp, có hội chứng mạch vành cấp, có cơn tăng huyết áp, có tình trạng rối loạn nhịp gì vân vân các kiểu, là nó nằm trong đó rồi. Mình đã đi nói với thằng cha rồi, tự nhiên mình đem thằng con ở trong đó đó, tập một con ở trong đó để mình tách nó riêng ra, mà trong khi nó không có cái gì đặc thù ở trong đó hết, không có triệu chứng gì hết, để mà mình nói nó để mình tách nó ra. Còn khi các em chẩn đoán mình nhanh là suy tim cấp thì phải có bốn cái thể lâm sàng nó có không? Suy tim cấp thể gì? Ca này nếu như có vậy, giờ em nói khó thở cấp thì do tim, em nghĩ đến suy tim cấp, ok, lập luận nó được. Nhưng bây giờ suy tim cấp này thể gì? Bệnh nhân này nè. Bốn thể lâm sàng có biết không? Dạ biết ạ. Thì nếu mà bệnh nhân này có hội chứng bệnh cấp thì em nghĩ là thể ấm ướt à. Không có nghĩ lâm sàng ấm nó là cái gì, ướt là cái gì, Dạ ấm ấm thì khô bệnh là cái nhân gì, này là gì ướt lạnh khô là cái gì, phải nêu ra chứ không có nói nghĩ. dạ ấm thì bệnh nhân này thì Bây giờ này nè, thể gì, dạ là thể ấm ướt à. Ấm là do bệnh nhân này không có biểu hiện của thiếu máu cơ quan. Ướt là bệnh nhân này em khám thấy có rên ẩm mà. Dạ thưa thầy, em xin bổ sung cho bạn thì có hai hội chứng là ấm là do cái tưới máu hay là không, có giảm tưới máu cơ quan hay không, thì phải xem thử cái đầu chi có lạnh hay không, có tiểu ít hay không, rồi xem thần kinh là có lún lẳng hay không, đánh giá let's go, rồi kiểm tra huyết áp của bệnh nhân. Còn về cái ướt là đánh giá là có hội chứng xung huyết thì có hai vị trí là ngoài biên, xung huyết ngoài biên và phổi, thì phổi thì có thấy xung huyết phổi nghe răng ẩm. Mình có thể thấy là những cái phù phù ngoại biên gan to xung huyết, có thể có hội lưu gan tới mạch cửa nội và có khó thở khi nằm, khó thở cực thấp về đêm. rồi bệnh nhân này có không, ngoại trừ cái răng ẩm ra có triệu chứng gì xung huyết phổi không, gan to tĩnh mạch cổ nội có không, có phù ngoại biên không, Dạ không hay là thầy. bệnh nhân này là khô đét. Bệnh nhân này chỉ có rành ẩm ở phổi. Mà trong khi cái răng đó là mình có thể lý giải được cho bệnh nhân là bằng là coi như là cái đó là cái răng của phổi không, răng của bệnh phổi không, vì mình dựa vô một cái RAN đó thôi. Còn ví dụ như bây giờ nó có 5-10 cái triệu chứng, mà bây giờ bệnh nhân nó có một triệu chứng thôi, mình pin vô đó để mình kết luận bệnh nhân bị như vậy có được hay không? Dạ không ạ. Dạ không ạ. Mấy em đặt ra mấy em nghĩ tới nó là không có sai, nhưng mà nó có phù hợp hay không thì mấy em phải coi lại. Khi mấy em kết luận trong đầu mình tiếp cận bệnh nhân là mình ca này nè, coi có suy tim cấp không, nếu như thể ấm ướt thì nó như thế nào, mà nếu như mà thể ấm ấy, như vậy là mạch nè, bệnh nhân là ok nè, không có tụt huyết áp vân vân cái kiểu, chi ấm cái này kia vân vân cái kiểu rồi, thôi vậy cũng được đi. Rồi bây giờ mình nói ướt cái xong rồi, bây giờ ướt có không, ướt bây giờ làm sao mình nghi có cái ran không, còn bệnh nhân thì khô đét giống như thiếu nước vậy đó, gầy còm lại. Không có cái gì để mình nói với ca này, để mình nói mọi ngoại trừ có cái ran đó thôi. Ran đó là cái nước ngoài nó gọi gọi dùng một cái từ là crackle thôi, Việt Nam mình chia ra là ẩm, ran ẩm, ran nổ.
Cái xong rồi mình ráp vô. Như vậy là mình hơi coi như áp đặt bệnh nhân. Mấy em á, đừng có nhìn vô cái hồ sơ bệnh án người ta làm tứ lung tung ra hết, người ta làm luôn cả coi như là siêu âm tim đồ này kia các nọ, rồi người ta làm men tim đồ này kia các nọ, rồi xong cái mình phán ra người ta làm NT pro BNP xong mình phán ra. Cho nên cái bệnh nhân này nè, hoàn toàn là cái vấn đề mà liên quan đến vấn đề khởi phát là chủ yếu là triệu chứng nặng lên của đường hô hấp, của đường hô hấp, của bệnh nền là bệnh hô hấp. Ca này nếu như mà giờ mình vin vô khó thở cấp, cái xong rồi mình chẩn đoán suy tim cấp có được hay không, mình đưa re có được hay không, nếu như mình thấy các yếu tố để mà ủng hộ cho cái việc mình đưa ra nó quá ít thì mình không cần đưa ra, vì đầu tiên nó phải là lâm sàng trước, thì từ cái lâm sàng đó mình mới đưa ra cận lâm sàng, tránh cái tình trạng là cái em cứ đè bệnh nhân ra làm thuốc tụt tụt mọi thứ hết thì rất là tội bệnh nhân. Cho nên ví dụ như giả dụ bây giờ các em làm vậy thì có chọn nói số 1 là đột cấp CBD mức độ nặng, yếu tố thúc đẩy là nhiễm khuẩn đường hô hấp, mà mấy em nghe ra nó ẩm ra nổ rồi ra đổ như vậy đó, rồi nó nằm gì đó như vậy, nó nằm ở đường hô hấp nào. Khi các em không nghe ra gì hết mà bệnh nhân có ho khạc đàm thì mấy em kêu nhiễm khuẩn đường hô hấp, nói chung chung như vậy thì cũng được. Còn lần này mấy em đã nghe ra được rồi thì mấy em phải để đường hô hấp dưới, rồi chưa biến chứng ok, rồi có yếu coi như yếu tố nguy cơ là cái gì thì không có trên cái ca này, trên bệnh nhân COPD nhóm D chẳng nói phân biệt tương tự, mà dưới là coi như là có nhiễm tất nhân đa kháng, mà viêm phổi ở COPD thì lại không nêu. Cái COPD á, một trong những cái COPD mà người ta lưu ý đó, một trong những cái yếu tố nguy cơ nhiễm tất nhân đó là người ta coi thứ coi là có pseudomonas hay không. Vậy trong cái phần tóm tắt bệnh án ấy, là mình phải nêu ra tất tần tập những cái yếu tố nguy cơ của bệnh nhân. Để ngồi đó, mình muốn kết luận đó là đợt cấp COPD mà yếu tố nguy cơ nhiễm Pseudomonas thì nó đã có trong đó. Nếu như mình ghi là nhiễm phế cầu kháng thuốc hay là nhiễm MRSA hay là nhiễm gram âm hay là nhiễm gram âm hoặc là gram âm đường ruột chẳng hạn thì nó đã có trên đó rồi. Rồi tiếp đi, thầy nhắc lại mấy em muốn học ấy, để cho cả nhóm ấy mà thuộc bài đó. Ví dụ như chỗ này nè, tôi muốn chọn nó được cấp nè, trên cái slide được cấp để lấy cái slide đó vô vành lên đó, trong cái slide mà bài được cấp mình hội thức nghiệm máy tính người ta yêu cầu việc gì mình vòng lại những cái chỗ đó phải có hay không. Rồi tôi muốn chẩn đoán ca này viêm phổi cộng đồng theo tiêu chuẩn cờ 65 được hay không, tôi vòng lại trên đó coi có hay không. Cái slide nào là yếu tố nguy cơ nhiễm tác nhân đa kháng thì lấy cái slide đó chiếu lên, rồi mấy em chỉ cần lấy sổ tay mấy em thích đốt lại những cái vấn đề đó. Khi mà các em ôn tập, các em thi, các em cũng tập trung những cái vấn đề đó. Rồi tiếp tục đi. Rồi tôi muốn chẩn đoán với bệnh nhân đó là coi như là suy tim cấp, có bốn thể như vậy đó, ấm ướt, yếu cái thể đó lên, ca này có cái gì. Rồi tôi vòng lại những cái đó thì tất cả mọi người đều nhớ hết. Mình đã ngắn cái thời gian rồi, thời gian có nhiều rồi mà mình không có thay đổi cái cách mình học thì làm sao mà được. Rồi bây giờ chọn lâm sàng để chẩn đoán xác định cái việc này là cái gì. Bây giờ xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu nó giúp cho các em chẩn đoán xác định việc gì, đợt cấp hay là viêm phổi à? Có giúp chẩn đoán đợt cấp với viêm phổi không? Dạ, cái này chẩn đoán yếu tố thúc đẩy
Không biết gì nói chứ em đầu tiên như em nói cái chuyện đó thì đã chứ. Dạ. Giờ mấy em có rất nhiều cái để mấy em chẩn đoán trên cái đó, tất cả những cái gì liên quan đến cái chẩn đoán của bệnh nhân này phải đưa ra. Thì trong đó là chẩn đoán cái đúng cái bệnh hay không, cái hai là yếu tố thúc đẩy, cái ba là biến chứng, rồi cái thứ tư vân vân cái kiểu rồi. Vì vậy trong đó cái nào là cái cần nhất? Cái này nhất là cái gì? Dạ cái khí máu là cũng chẳng nói viêm phổi với đợt cấp COPD dựa vào khí máu hả? Dạ các bạn khác đâu nãy giờ thầy không nghe các bạn khác lên tiếng có học không vậy? Dạ thưa thầy là làm X quang ạ. Ừ. Dạ thưa thầy là làm X quang ngực thẳng à. Rồi những bạn khác cho thầy biết coi. Dạ em cũng đồng ý với bạn là làm cái X quang ạ. Thưa em là làm cả X quang một công thức máu ạ. Dẫn lời theo em là cái cận lâm sàng này đều cần thiết, nhưng mà một cái mình cần thiết trước nhất là cái X quang ngực thẳng ạ. Vì sao vậy? Thầy mình làm cái quan trọng nhất là X quang ngực thẳng, bởi vì để mình xem có tổn thương ngực phổi hay không, để xem đây có phải là một cái viêm phổi hay không. Nếu mà không có thì mình có thể nghĩ chính xác đây là đợt cấp COPD. Mấu chốt vấn đề thầy nhắc lại ha, tất cả cái xét nghiệm các em đề ra nó không có gì là sai hết trơn, nhưng nó không có, nó chưa có hợp lý. Đầu tiên là phải có, nếu như bệnh nhân này mà có biến chứng suy hô hấp, được chưa? Cái biến chứng ấy, suy hô hấp là mình phải đưa lên là thứ nhất là có suy hô hấp hay không, là có khí máu. Nếu như bệnh nhân mình không có đặt vấn đề suy hô hấp thì mình không có việc gì mình để khí máu vô trong đó hết. Cái việc thứ hai là tôi còn cái X quang, vì tôi muốn biết cái ca này đấy là coi như là COPD đợt cấp với viêm phổi thì cái phân định bằng X quang, còn những cái khác nó chẳng có khác nhau gì hết trơn. Rồi cái tiếp theo nữa là cái gì?
Cái tiếp theo nữa là gì? Tôi muốn chọn nó phân biệt COPD với đợt cấp với lại suy tim cấp thì tôi phải làm gì? Thì đó là tôi phải làm NT-proBNP là cái mà nó đề nghị khó thở cấp do tim hay không do tim. Ngoài ra tôi muốn làm cái nguyên nhân nữa đó thì là lúc đó nó sẽ là ECG, lúc đó nó là cái gì? Là men tim chứ không phải siêu âm tim. Rồi, và tiếp theo nữa là gì? Tôi muốn điều trị. Còn lại là gì? Là coi cái nguyên nhân, cái yếu tố đó nó có liên quan nhiễm khuẩn hay không thì tôi làm công thức máu, tôi làm CRP hay là tôi làm procalcitonin. Mình chọn cái gì mình phải giải thích cho người ta biết. Cuối cùng là ca này nè, tôi điều trị đến mục đích điều trị đó thì như vậy tôi cần đó, là có kháng sinh. Như vậy thì trong kháng sinh đấy đấy, cái ca này nè, nó có yếu tố nguy cơ nhiễm tác nhân kháng thuốc hay không? Nó có thì lúc đó tôi mới làm chuyện gì? Tôi mới đi làm cái đàm và kháng sinh đồ. Và nhớ dùm cho tôi nha, là nếu như bệnh nhân là viêm phổi đó thì cái yêu cầu vi sinh nó có mấy cái. Thứ nhất là cái máu, thứ hai là cái đàm. Còn nếu như mà do sau này mà ra viêm phổi đó thì bây giờ là yếu tố nguy cơ cái trên cái ca này là vi khuẩn tác nhân điển hình thì không điển hình. Nếu như mình nghi ngờ cái ca này ồ lâm sàng đâu có gì đâu mà nhiễm khuẩn như vậy, cuối cùng ra ít quang vậy đó, thì như vậy là cái ca này coi như triệu chứng không rõ ràng của viêm phổi mà cuối cùng lại viêm phổi như vậy, có tác nhân không điển hình hay không. Thì lúc đó nếu như mà để mà làm cho những tác nhân không điển hình thì tôi phải làm gì? Tôi phải làm huyết thanh chẩn đoán không? Của mấy cái microplasma hay không? Chẳng hạn nó như vậy. Ngay cả cái ure đó thì mình đưa xuống thường quy cũng được. Nhưng mà ure thì thật sự ra vì cái em chẩn đoán theo cái chuẩn CUAD 65 thì cái đó nó cũng là một xét nghiệm để mà chẩn đoán mức độ nào. Do đó cái trình tự em sắp xếp cái này nó không đúng. Rồi, thế bây giờ thầy hỏi tất cả các bạn, nếu như ca này CBD thì mấy bạn mong muốn cái CRP kết quả nó trả cho các bạn là gì? Từ khi mình đề nghị cận lâm sàng á là mình phải mong muốn là cái kết quả nó ra như thế nào. Dạ thưa thầy, thì em chuẩn đoán là yếu tố thúc đẩy của COPD là nhiễm trùng nên là em để mong đợi cái COPD nó sẽ tăng ạ. Tăng là tăng bao nhiêu? Dạ thưa thầy, em nhớ là trên 50 thầy. Cho nên mấy em đề nghị á, mà mấy em không có coi cho nó kỹ chứ coi giá trị nó là nhiêu. Thế bình thường CRP nó ra là bao nhiêu? CRP đó này được bình thường là CRP dưới 5. Khi em nhớ là CRP trên 10 có khi là trên 20 thì là đã mới có ý nghĩa. Độ nhảy nó là bao nhiêu, độ đặc hiệu là bao nhiêu với điểm cắt là 10. Và nó cho thấy là bệnh nhân này đang có tình trạng viêm cấp tính chứ không phải là tình trạng nhiễm khuẩn nha. Khi một bệnh nhân mà có CRP tăng thì bao nhiêu
CRP tăng nó cho thấy là bệnh nhân này có tình trạng viêm cấp tính rồi. Và như vậy viêm cấp này này nó có thể do là infection hoặc là non-infection. Nó có thể là do vi khuẩn hoặc là viêm không có do vi khuẩn. Như vậy nếu như viêm mà do tất nhiên vi khuẩn thì điểm cấp nó là bao nhiêu? Dạ thưa thầy là 20 ạ. Rồi, 20 đó là lấy từ tài liệu nào? Chứ không phải tích số 20 giống như đi mua lô tô sổ số nha. Dạ thưa thầy thì em nhớ là nhiễm trùng thì nghi ngờ nhiễm trùng ở trên 20 mà khi mà trên 100 thì mình chẩn đoán xác định là có nhiễm trùng không? Dạ thưa thầy là em có tìm hiểu thì cái CRP cutoff của nó là 60 mg trên lít thì nó sẽ có độ nhạy đó là 80,7% và độ đặc hiệu là 96%. Thì cái mốc đó thì em trên lâm sàng thì em không có thấy mấy thầy cô mấy bác sĩ hay dùng, mà thường tụi em được dạy sẽ là trên 20 thì sẽ có ý nghĩa là nghĩ nhiều một cái tình trạng viêm hoặc nhiễm trùng trên bệnh nhân mà.
Thầy ơi, nãy giờ thầy nói mà thầy tắt mic mà không có đứa nào nói hết trơn trời. Dạ, tụi em tưởng thầy có điện thoại à. Nãy giờ thầy lê lê cái con chuột cái là nó hưng rồi. Thầy nhắc lại nè, cái CRB á, nãy thầy nói cái chuyện mà cái điểm cắt là 10 chưa? Dạ chưa, tụi em chưa nghe tới đó thầy. Cái điểm cắt á, mà 10 á, trên 10 đó là nó chứng tỏ là có cái tình trạng viêm cấp tính rồi. Một số các nghiên cứu trên thế giới á, và nó cho rằng nếu như mà bệnh nhân này á, mà dưới 10 thì coi như nó loại trừ viêm phổi luôn, là việc thứ nhất. Việc thứ hai là nếu như mà trong viêm phổi thì cái điểm cắt là khoảng là bao nhiêu, thì trên cái đối tượng mà bệnh nhân CBD mà có nhiễm khuẩn đấy, mà để chẩn đoán viêm phổi trên bệnh nhân CBD đó, thì họ thấy rằng cái điểm cắt á, là khoảng 33 mg/lít. Mà cái điểm cắt đó thì nó có độ nhạy đó là tới là 83%, mà độ đặc hiệu thì chỉ có 44% thôi đó. Cho nên là người ta nhận thấy rằng nếu như mà như vậy đó thì so với công thức máu đó nó chả có là cái gì hết trơn, nó có khác biệt mà nhiều đâu. Như vậy thì có nên làm để mà có tốn tiền bệnh nhân không? Là một việc. Việc thứ hai, cuối cùng là các guideline, thậm chí là của Bộ Y tế của mình ấy, họ khuyến cáo luôn, ngay thậm chí trong viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy cũng vậy, người ta nhận thấy rằng gì cái đó nó có đặc hiệu cho nhiễm khuẩn, cho nên người ta mới đưa vô trong tiêu chí chẩn đoán xác định. Một số cái nghiên cứu mà của viêm phổi cộng đồng đấy thì họ thấy là phải tới cái điểm cắt khoảng 100 thì mới có giá trị tiên lượng về mặt tử vong. Nếu như trong vòng 4 ngày mà cái CRB nó vọt lên trên 100, hoặc là từ trên 100 mà nó giảm xuống dưới 100 được à, thì cái tiên lượng tử vong đó tại bệnh viện đó, thì nó mới có giảm. Như vậy với một cái xét nghiệm nó như vậy đó, thì mấy em có nên trông mong để mà mấy em dựa vô đó để mấy em đánh giá là bệnh nhân này có nhiễm khuẩn hay không, nhiễm khuẩn hay không. Rồi đó, thầy hỏi mấy đứa đó. Dạ không. Vậy thì mình có nên đưa vô trong đó không? Dạ có không. Nên đưa vô không, hay là mình thấy à, trong bài vở nói như vậy cho nên bây giờ mình cứ đưa vô đi. Đó. Dạ thưa thầy, thì nên chuyển sang làm cái rocalcitonin, nó đặc hiệu cho cái nhiễm trùng hơn ạ. Rồi cái việc thứ hai, thế bây giờ khuyến cáo là em chẳng nói này, ông này là đợt cấp CBD mức độ trung bình theo Anthony Sen, được chưa? Bây giờ mình có đợi kết quả cái này nọ ra để mình cho xài kháng sinh không? Hay là mình phải xài rồi? Dạ mình đánh kháng sinh theo kinh nghiệm trước ạ. À, như vậy ví dụ như bây giờ em chẳng nói ông này CBD mức độ nặng Anthony Sen, theo Anthony Sen yếu tố thúc đẩy là vậy vậy đó. Bây giờ em làm cái kết quả CRB ra nó có 10 thôi, được chưa? Em có dựa vô CRB để em không xài kháng sinh cho bệnh nhân không? Em dựa vào vế đầu hay là em dựa vào CRB?
Dạ, dựa vào cái chuẩn đoán của mình thầy là cái anh Tony Sen một. À, cho nên mình phải dựa vào anh Tony Sen về lâm sàng đó để mà mình làm chuyện gì, điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm có đúng không? Dạ. Nhưng quyết định mấy em á, sử dụng kháng sinh cho bệnh nhân này mấy em dựa vào cái gì? Thứ nhất là dựa vô gì? Mức độ nặng của đợt cấp có đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Có đúng không? Cái thứ hai nữa là nguy cơ nhiễm tác nhân kháng thuốc. Có phải vậy không? Dạ. Có phải vậy không? Dạ đúng rồi thầy. Như vậy không có việc gì mới quan tâm đến procalcitonin hay là gì CRP hết trơn ấy. Rõ chưa? Dạ. Cho nên mấy em không có đề nghị nó vô cũng chẳng sao, không có bị trừ điểm gì ở đây hết trơn. Dạ. Rồi bây giờ cái ông này ông vô ông khó thở vậy đó, oxy tụt vậy đó, em chẳng nói là ông này là đợt cấp mức độ nặng, đàm thì đàm xanh, đàm nhạt quá chừng luôn, đổi màu luôn. Rồi mà bây giờ xét nghiệm ra bạch cầu bình thường, em có dám không cho kháng sinh không? Dạ không thầy. Dạ, tại bệnh nhân này có bệnh nặng với có nhiều tố nguy cơ nên là phải đánh kháng sinh. Cho nên là mình phải hiểu là khi mình đặt cho bệnh nhân đó là cái chỉ định gì đó thì nó sẽ có giá trị gì, có hiểu chưa? Dạ. Hả? Dạ hiểu thầy. Rồi khi mà có kết quả xét nghiệm trở lại, rồi mình coi lâm sàng và kết quả như vậy đó, mình có cần thay đổi lại cái điều trị hay không? Có rõ không? Dạ. Chứ bây giờ mấy em lập luận nè, à em coi là công thức máu coi có nhiễm trùng hay không? Thế người ta hỏi, bây giờ công thức máu ra bình thường, thế em có nhiễm trùng để làm cái gì? Thì mấy em trả lời là để coi nhiễm trùng gì, có dùng kháng sinh hay không? Thế giờ người ta đặt câu hỏi ngược lại là vậy đó. Là bây giờ nếu như công thức máu bình thường ca này em dùng cái kháng sinh hay không? Có hiểu cái chuyện mình lập luận, mình đặt vấn đề xuôi, đặt vấn đề ngược để mình coi mình hiểu cái ca này nên làm gì không? Dạ. Yeah. Cả lớp, cả nhóm có hiểu không? Dạ hiểu thầy. Cho nên không có phải là đi họ đi thi hay là mấy em hỏi là cái thầy bảy dài cái gì hết trơn đó, là muốn coi mấy em suy nghĩ nó như thế nào. Ồ bây giờ nếu như mình đặt vấn đề nó như vậy, nó đi theo hướng này, giả dụ nó không ra như thế này, thì bây giờ cái kết cục mình làm nó có thay đổi gì tốt hơn cho bệnh nhân hay không? Nếu như cái việc đó nó không có tốt hơn, nó không có lợi hơn hết cho cái quyết định ban đầu của bệnh nhân, cái quyết định á, hiểu không? Ừ. Thì như vậy là mấy em phải cân nhắc có cần hay không cần, được chưa? Cho nên khi mình trả lời là à em có làm cái công thức máu, em làm Milan nhiễm khuẩn, nếu như mà nó có cổ, nó những cái giá trị đó nó tăng, nó đạt đủ tiêu chuẩn đó, thì nó giúp cho em củng cố cho cái việc là gì, là bệnh nhân này có nhiễm khuẩn, thì cho nên em sẽ điều trị kháng sinh nó mạnh dạn hơn, hiểu không? Còn nếu như cái đó nó ra bình thường thì buộc lòng em vẫn phải sử dụng kháng sinh theo kinh nghiệm, nhưng sau đây em mới theo dõi, hiểu không? Em theo dõi như vậy là cái gì, là cuối cùng là 2-3 ngày nữa, thấy mọi thứ nó ok, không có cái việc gì hết. Bệnh nhân chỉ cần là dẫn lưu tư thế, bệnh nhân chỉ cần là uống nước nhiều lên, rồi vỗ lưng khạc đàm, cái đàm nó trong. Mới có 2 ngày mà em thấy kháng sinh nó vậy đó. Cho nên là đánh giá lại, nhiễm khuẩn đâu thấy gì đâu. Cuối cùng là mình coi, như vậy bây giờ ca này mình dám ngưng kháng sinh không? Thì khi đó mình ngưng kháng sinh dựa vô cái gì? Chẳng hạn nó như vậy đó. Nó giống như vậy nè. Giờ trong hồi nãy là nãy mấy đứa nghe tiếng thầy công rồi chứ vậy, có nghe không? Dạ có thầy. Dạ có. À đó, bây giờ đến mùa này á, ngay cả thầy công mới vẫn phải gọi cho thầy về liên quan đến cái vấn đề dùng thuốc của bệnh nhân. Dạ, dụ như giả dụ các em có người nhà đi, tự nhiên nghe ai dụ nói ô bây giờ Covid á, cho nên là bây giờ là người ta nói là Covid là bây giờ phải uống thuốc kháng virus ngay để cho nó không có tăng sinh, hiểu không? Có phải vậy không? Có phải mình nghe người ta nói vậy không?
Dạ, cũng có thôi. Dạ. Thầy hỏi giờ mấy đứa đây, giờ mấy đứa làm, mấy đứa sốt chứ đầu họng, cái mấy đứa đi xét nghiệm ra COVID dương, PCR dương, CT có 12 thôi, rồi. Cái mấy đứa có uống virus đó. Nó lây lan dữ lắm ấy, hiểu không? Tức là nó đang giai đoạn nó nhân đôi, là nó khủng khiếp lắm, cái nồng độ virus trong người mình nó cao lắm. Thế bây giờ mình có nên uống không? Dạ thưa thầy, em có tìm hiểu là nó phải có chỉ định đàng hoàng, cục em có xem của FDA Mỹ nhưng mà em cũng quan chỉ định rồi. Hả? Dạ thưa thầy là phải có chỉ định từ mức mức độ từ trung bình nhé, từ trung bình trở lên. Thầy xin lỗi là ví dụ như em đi, được chưa? Cái hôm nay học xong cái thấy thầy ho ho, cái tự nhiên cái tối này ngủ thấy ngứa họng, chiều này học thầy trình mình án thầy ho quá chừng luôn, coi chừng sợ quá, tối nay tự nhiên thấy ngứa đau đầu cái họng, cái sợ quá coi chừng biết mình có bị lây COVID từ thầy hay không, cái mình đi mình làm test nhanh ra nó dương tính chẳng hạn vậy đây, cái mình đi thử PCR, cái ra PCR CT nó có 12 thôi, PCR CT có 12, có hiểu CT là gì không? Dạ anh thưa thầy là cái số bước sóng cái máy nó đọc để mà thấy được con virus đầu tiên đó. Cái số chu kỳ mà máy đó nó phải nhân đôi, nó khuếch đại lên, có hiểu chưa? Mà nếu như mà nó mới khuếch đại cái vài lần thôi mà nó phát hiện ra rồi như vậy làm sao? Cái đậm độ trong cái dung dịch mà người ta phân tích á, ly tích á, virus nó đậm độ nó nhiều không? Nhiều, hiểu chưa? Còn ví dụ như nó để quá trời lâu luôn, nó phải qua bao nhiêu cái chu kỳ nó mới khuếch đại lên được, thì như vậy cái số lượng nó rất là ít. Cho nên CT càng cao thì virus trong người càng ít, mà CT càng thấp thì virus nó đang giai đoạn rất là tăng sinh khủng khiếp. Thế bây giờ như em đấy, rồi năm nay dù 23, 24 tuổi, xong rồi bây giờ vậy đó, ho đau họng rồi vậy, xong thử ra CT nó có 12 thôi, thế có uống thuốc kháng virus đâu? Có không? Dạ, thế này em nhớ em có đọc là phải có những cái yếu tố nguy cơ là hoặc là siêu hấp, hoặc là có cao tuổi, hoặc có béo phì, hoặc là có những cái bệnh kèm theo bệnh này thì mình mới được chỉ định dùng cái thuốc đó thôi. Cho nên ấy, là đừng có uống theo cái suy nghĩ là như vậy ấy. Mình uống vô là để cho làm chuyện gì? Để cho virus nó khỏi phải tăng sinh, cho nên nó giảm đi, không có uống theo cái diện đó. Cho nên có những bệnh nhân nó nghe vậy cái đi mua, lặp đặt đi mua, đi rồi uống một ngày hai ngày rồi nhìn thì gọi cho thầy cho dẹp ngưng đi, hỏi có kháng không, kháng không, muốn như vậy ngưng vậy có kháng không, không có bị quái gì đâu mà kháng, không có chỉ định thì thôi ngưng, lợi bất cập hại, không biết uống vô rồi sau đó nó như thế nào, vì cái mục đích của mình nó không đúng. Thì cái đây cũng vậy, mấy em lỡ mấy em cho kháng sinh hai ngày chứ mình thấy ủa sao kỳ quá, có kháng sinh nào mà vi khuẩn mà mới uống kháng sinh hai ngày rồi coi như là mọi thứ nó về bình thường được không, đàm nó trong ra, bệnh nhân khỏe hẳn không, phải do kháng sinh không, có phải không? Dạ không. Cho nên khi mình thấy lâm sàng á, mình nó như vậy đó, nó không có tương thích, mình phải coi lại và mình đánh giá như vậy không phải rồi, do là bệnh nhân này khạc đàm ra không được, cho nên là khi mà nó tăng tiết nhảy trong nó giữ trong nó đêm nó làm cho vàng, nó làm đàm cho nó bị quách màu, nó đạt nó như vậy. Bây giờ bệnh nhân lông đàm uống nước đủ, uống lông đàm rồi xong rồi khạc ra hết thì mấy cái đàm cũ nó dính nó vậy đó, xong còn mấy cái đàm mà hiện giờ nó tăng tiết nhảy đó là nó ra nó trong thôi, cho nên không có việc gì hết trơn. Cho nên á, chẩn đoán mức độ nặng á, thì 3 trên 3 tiêu chuẩn hay là 2 trên 3 tiêu chuẩn hay chỉ có 1 trong 3 tiêu chuẩn, thì khi có 1 trong 3 tiêu chuẩn đó, người ta có yêu cầu cái mình có nhớ cái bảng đó không, phải kèm theo một trong các yếu tố sau đây, có nhớ không? Dạ có nhớ thầy. Cho nên đối với bệnh nhân của mình ấy, mà đi vô á, mình chỉ nói bệnh nhân này khó thở thôi, khó thở 5-7 ngày rồi, chỉ khai với mình như vậy thôi, thì mình phải coi, rồi coi để mình coi coi có đủ tiêu chuẩn, có đợt cấp không,
hai trong năm cái yếu tố phụ đó nó có hay không có. Cho nên thầy nhắc đi nhắc lại cái việc là mình phải nhìn nhận bệnh nhân của chúng ta có thì mình làm, không có thì mình đừng có ép người ta. Rồi như vậy là cái phần chẩn đoán như vậy là đã nói rõ rồi những cái gì còn thiếu rồi, có đúng không? Rồi tiếp tục xuống bên dưới. Rồi hồi nãy á, có một bạn nói với thầy á, à, đưa ra cái công thức máu ở trên này nè, à, có mấy cái cần đọc. Tôi cần lưu ý là công thức bạch cầu, cái thứ hai là công thức bạch cầu, cái thứ hai nữa là gì? Eosinophil. Eosinophil nó có tăng hay không? Nó có nằm trong bệnh cái kiểu hình là CBD mà tăng eosinophil hay không? Đó. Thì khi mà như vậy thì người ta sẽ hỏi mình tiếp cái câu, à như vậy tiêu chuẩn như thế nào là mình phải nắm. Cái thứ hai nữa là gì? Đối với hồng cầu thì những cái bệnh nhân á mà CBD á, coi họ có bị đa hồng cầu hay không? Thông thường là nó phải đa hồng cầu, mà bây giờ nó không phải đa hồng cầu mà bây giờ nó thiếu. Như vậy nó do gì vậy? Thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược xác này là do cái gì? Mình phải nói chứ. Như vậy coi bệnh nhân này có bị suy dinh dưỡng hay không, cung cấp nguyên liệu có hay không, hay là bệnh nhân này bị nhiễm ký sinh trùng, hay là vân vân các kiểu, vậy thiếu máu hồng cầu nhỏ này như thế nào? Tại vì mình biết rằng là bệnh nhân COPD của mình ấy là có phải là nó tình trạng là nó bị suy hô hấp mạng, cho nên nó là dẫn đến cái tình trạng là một trong những cái mình sợ nhất là chuyện gì? Là thiếu oxy, có đúng không? Có đúng không? Dạ đúng rồi. Cho nên là bên cái chỗ mà bên tâm phế mạng đó là kiểu hình chronic bronchitis, nó vừa giảm oxy mà nó vừa tăng CO2 nữa, cho nên cái bên đó nó mới bị tác động nhiều hơn. Còn bên mà khí với thủng á thì chủ yếu là nó có giảm oxy, à, nhưng mà nó không có tình trạng rối loạn thông khí kiểu khác, cái kiểu như cái nhóm bên bên viêm phế quản mạng, cho nên nó không có bị, nó không có bị tím. Mà mình biết nó như vậy rồi thì bây giờ bệnh nhân đã thiếu oxy thì nó phải, nó đáp ứng bình thường là nó phải tăng hồng cầu lên để nó đưa đến, cho nên là thường là bệnh nhân sẽ có đa hồng cầu nhưng mà chất lượng hồng cầu nó không ok. Thế bây giờ mình coi bệnh nhân của mình như vậy á, mình để cho bệnh nhân của mình bị thiếu máu như vậy đó coi được hay không? Như vậy mình phải tìm nguyên nhân, tìm nguyên nhân. Tăng hồng cầu thì mình thôi được rồi, cơ thể họ tự đáp ứng. Bây giờ nó lại thiếu thì mình phải coi nguyên nhân nó như thế nào rồi tiếp tục đi. Để lát nữa coi chỗ này có chẩn đoán bệnh nhân thiếu máu không, nhìn kết luận cái chỗ chẩn đoán xác định. Rồi cái ca này tự nhiên đi làm đông cầm máu làm chi vậy? Hả? Trong hồ sơ cãi kệ người ta chứ. Thế bây giờ cả nhóm này cho thầy biết cái đông cầm máu này làm để làm cái gì vậy? Hả? Tiêu trẻ. CBD có cầm đông cầm máu không? Dạ CBD thì không có cần cái xét nghiệm đông cầm máu. Dạ tụi em vẫn đang bị dư. Con hết pin thay rồi ạ.
Rồi tiếp đi. Dạ thưa thầy, tụi em không không nghe thầy nói ạ. Thầy nói cái em tiếp tục đó, cái phần x quang xong rồi tiếp tục. Rồi bây giờ cái chỗ điện tim này nè, xong rồi bây giờ mình coi là gì, mình nói sóng quy ở V1 với V3 ST trên lên 1 mm. Rồi bây giờ trên một bệnh nhân 75 tuổi nam giới, tiêu chuẩn nhồi máu cơ tim này đủ không? Có đủ không? Dạ thưa thầy. Dạ thưa thầy. Cái tiêu chuẩn một bệnh nhân nam giới thì nếu mà không có block nhánh trái thì ST sẽ chênh lên 1 mm ở tất cả chuyển đạo trừ chuyển đạo V2, V3. Còn ở trên bệnh nhân nam trên 40 tuổi thì cái chuyển đạo V2, V3 là từ 2 mm trở lên ạ. Bây giờ thầy hỏi cái ca này nó có đủ không? Dạ ca này thì không đủ thầy, mà ca này em đọc điện tâm đồ ca này thầy, thì cái dạng điện tâm đồ này là có cái QRS là cái hình dạng của lóc nhánh phải, thêm vào đó có cái ST nó trên lên mà nó dạng y ngựa ở V2, nên em nghĩ đây là một cái hội chứng Rugada. Rugada đọc ở những chỗ nào? Dạ ở V1, V2 thầy. Nếu mà nghi ngờ thì mình sẽ mắc cái điện tâm đồ nó lên khoảng 2, ở khoang nguyên sườn số 2, mình sẽ thấy hình ảnh nó rõ hơn. Hôm nay có trực không? Hôm nay cái đứa nào dạ, đi trực không? Hôm nay là bây giờ là bên trường là không khỏi khỏi đi trực, chỉ có đi ban ngày thôi. Dạ có tối vô trực thật. Vô trực, bạn nào đi vô trực kéo cái máy điện tim ra đo lại cho bệnh nhân coi. Dạ. Rồi ngày mai báo cho tôi biết, tôi coi chụp hình gửi cho tôi coi là kết quả ra điện tâm đồ làm thế ai, mấy em đo theo đúng như vậy nó như thế nào. Rồi dạ. Bây giờ ông này mắm Rugada như vậy thì hỏi lại trong bệnh là có ai cái mạng coi như là con cái bị đột tử nhỏ hay không. Và nếu như ông này Rugada mà thể nhẹ nó như thế này đi, thì bây giờ coi chứ coi là con cái của ông có con trai hay không, thì mời người ta đi vô để mà kiểm tra, hiểu không? Dạ, 70 mấy tuổi rồi thì bây giờ nếu như con trai thì cũng phải 50 mấy rồi. Dạ. Hiểu gì đó. Dạ dạ. Cho nên cái qua cái việc này nè, là thầy mới nhắc cái em nè, là khi mình đọc cái cộng lâm sàng á, thì mình coi, vì khi mình kết luận mà vội quá đó, thì mình sẽ dẫn đến là cho bệnh nhân làm đủ thứ tự lâm trên đời hết. Có hiểu chưa? Cái cần thì không làm, cái không cần thì lại làm. Rồi tiếp tục đi. Cái ca này cũng chẳng việc gì phải làm siêu âm tim ấy. Còn nếu như lỡ phải làm siêu âm tim rồi thì cần đọc cái gì trên đó?
Dạ, nếu mà đọc thì mình khảo sát thất phải với nhĩ phải cho bệnh nhân. Vì cái bệnh nền của bệnh nhân là COPD thôi, nên là nếu mà có thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái tim phải bệnh nhân. Thứ nhất cái là mình không có trông mong ở trên cái siêu âm tim này ra cái gì hết trơn ấy. Vì sao? Vì bệnh nhân nó mới em kết luận bệnh nhân này là kiểu hình của bệnh nhân này là cái gì? Là khí phế thủng đúng không? Có phải không? Dạ, đúng rồi thầy. Cho nên là mình tìm mà suy tim phải trên bệnh nhân, những bệnh nhân như thế này thì nó không có ít. Tại vì sao muốn tìm tâm phế thì phải trên kiểu hình là viêm phế quản mạng là chính. Lâm sàng thì nó đã không rồi, cho nên rằng việc gì mình phải làm siêu âm tim, trừ trường hợp bệnh nhân này mình thấy rằng điện tim có vấn đề, trừ trường hợp lâm sàng của ca này mình thấy rằng là cái bóng tim của một cái ông khí phế thủng, mà bóng tim này nó phải hình giọt nước, do đó mình sợ rằng ông này có những cái bệnh tim mà nó ảnh hưởng gì động mạch của bệnh nhân này không, rồi ông này ấy là. Còn ví dụ như trong cái đợt cấp tính của ông này ông có một hai cái ngoại tâm thu chẳng có ý nghĩa gì hết đó, thì lúc đó là cái siêu âm tim á là trong cái plan điều trị của mình nói à bây giờ cái ca này nè tôi thấy rằng là bệnh nhân này á là có cái bóng tim á, nó không phải hình giọt nước, cái cung dưới bên trái nó hết re đó. Ồ mà ông này thì nào giờ ông ai đánh giá tim mạch hết rồi, bây giờ đợt này ông vô á đo cái điện tim thì thấy cũng có ngoại tâm thu rồi có cái này kia, cho nên là tôi để tầm soát cái vấn đề tim mạch của ông này tôi sẽ đề nghị cái siêu âm tim, chứ không phải là ngay từ đầu mình đợt vô một cái là mình chơi siêu âm tim luôn không ai làm gì hết trơn ấy. Rồi tiếp đi. Đó, tự nhiên cái dưới đó đây là bệnh nhân được khuyến mãi là tự nhiên từ trên trời rơi xuống đóng lộp lóc cái gì gì đó rồi, cho nên cái này thảm không nói nữa rồi tiếp tục đi. Rồi giờ cái ca này chẳng đoán vậy đó, bây giờ ông này quyết định sao, cái destination của ông này là gì, nhập viện hay là điều trị ngoại trú? Cho dù là bệnh nhân này đang mình khám trong nội viện đi nhưng mà mình vẫn phải coi lại, từ vì coi chừng là bệnh nhân này sao, bệnh nhân này nếu như mà siêu viêm phổi cộng đồng này là mức độ gì, Độ nhẹ à? mức độ nhẹ thì mình thấy ủa mức độ nhẹ là phải điều trị ở đâu, Dạ, ngoại Ngoài trú ạ. ngoại trú, nhưng bây giờ cái ông này giờ điều trị ngoại trú được không, thế là bây giờ mình mới đưa ra tiêu chuẩn nhập viện, có hiểu cái lập luận của mình không, thì tại sao mấy cái slide kia không không đưa mấy cái này vô mà tự nhiên đến cái slide này lại bảnh nó vô, cho nên là rồi tiếp tục đi. Nhập viện rồi bây giờ mình phải ghi là gì, nguyên tắc điều trị có đúng không, có phải không, bây giờ ca này viêm phổi rồi bây giờ ca này nhập viện đó, giờ nguyên tắc điều trị là cái gì mình phải đưa ra cho người ta chứ không phải ghi là điều trị ban đầu, nguyên tắc điều trị cái ca này là gì, rồi xong từng cái mục nó như vậy đó nó có cái gì thì mình mới nêu ra nguyên tắc điều trị của ca này là gì. Rồi giờ nguyên tắc điều trị sao cả nhóm cho thầy biết đi. Dạ thưa thầy, đầu tiên là xử trí cái tình huống cấp cứu, xử trí trong những giờ đầu tại bệnh viện thì ca này cấp cứu thì hiện giờ thì nãy các bạn đánh giá là không có tình trạng suy hô hấp thì cái thì
không có tình huống, chưa có tình huống xử trí cấp cứu, rồi sau đó mình sẽ điều trị kháng sinh. Rồi tiếp theo mình sẽ theo dõi đánh giá về những cái bệnh điều trị, những cái bệnh động mạch cho bệnh nhân. Tiếp đến là phòng ngừa. Về nguyên tắc điều trị này, có hai việc trên một bệnh nhân mà bị viêm phổi mà trên COPD đó, thì là việc thứ nhất là điều trị cái viêm phổi, và cái thứ hai là điều trị như một đợt cấp của COPD, được chưa? Mà điều trị cái viêm phổi thì nguyên tắc đó là cái gì? Thì thứ nhất là mình phải coi, thứ nhất là đánh giá cái suy hô hấp hay không. Nếu như cái suy hô hấp mình phải đảm bảo suy hô hấp. Cái thứ hai đó là gì? Là kháng sinh, được chưa? Cái thứ ba đó là chuyện gì? Là đối với viêm phổi tức là phải có kháng sinh. Rồi mấy cái đó là cái chính, còn giảm ho lòng đàm một cái chuyện đó là không nói, cái nên điều trị triệu chứng. Vì đối với COPD đợt cấp là gì? Cũng như vậy, đánh giá có suy hô hấp hay không, đảm bảo ABC gì đó cho bệnh nhân nếu như có suy hô hấp. Cái việc thứ hai trong cái đợt cấp của COPD là gì? Là mình phải làm chuyện gì? Điều trị đợt cấp của COPD đấy là thứ nhất là phải có cái gì? Phải giãn phế quản, và thứ hai là gì? Corticoid đường toàn thân, đúng không? Có phải vậy không? Dạ đúng rồi. Thế bây giờ là nói những cái đó còn nhạy, dinh dưỡng, điện giải, vật lý trị liệu vân vân, những cái đó là bắt buộc rồi. Thì bây giờ cụ thể là gì? Kháng sinh á, bây giờ ca này không có suy hô hấp, cho nên á bệnh nhân này có cần cung cấp oxy không? Dạ không thầy. À, bệnh nhân này không cần cung cấp oxy. Vậy bữa ổng vô là SpO2 90 ở trên khoa, họ cho nó cho thở gì không? Bây giờ hôm nay đó mình là coi như là 97. Cho nên mấy em phải coi nè. Thứ nhất là bệnh nhân này nếu như bữa đi vô oxy là 90 rồi, mà bệnh nhân nó là thở nhanh, suy về mặt thông khí, mình phải cho bệnh nhân bypass sớm, chứ không phải là mình cho vì bệnh nhân suy hô hấp thiếu oxy. Còn nếu như bệnh nhân không có thì mình không có việc gì phải cung cấp oxy hết, không có oxy liệu pháp, cứ mạnh dạn như vậy. Rồi bây giờ cái trong này nè bây giờ ấy, bệnh nhân COPD viêm phổi, thế bây giờ mục tiêu duy trì oxy của mình nhiều, tại vì bên COPD đợt cấp là mục tiêu của mình là 88-92% là đường với khí trời, có đúng không? Đúng không? Dạ đúng. Mà bây giờ bị viêm phổi, như vậy mình có nâng lên cái mức là phải 94-98 không? Có không? Dạ không. Thì em đề nghị 94-98 nè. Dạ giữ từ 88-92 là được. Tại cái... khi mấy em làm gì nè, thì mấy em phải cho bệnh nhân oxy liệu pháp, chứ giờ mà ổng thở khí trời 92, ổng thấy 90-92 ổng thấy khỏe mà. Hiểu vậy đi, là đạt được mục tiêu oxy, được chưa? Thế bây giờ mình để đưa lên mục tiêu là 94-98 thì với khí trời là ông không đảm bảo, có đúng không? Có phải vậy không? Dạ. Như vậy là bắt buộc mình phải cho ông oxy liệu pháp 1-2 lít gì đó chứ, có phải chưa? Dạ phải. Vậy ca này có cần duy trì oxy là 94-98 gì không? Đó. Giờ trong bài viêm phổi người ta yêu cầu mình duy trì oxy bao nhiêu? Dạ từ 94-98 mà. Rồi như vậy là tại sao mà bệnh nhân viêm phổi người ta phải yêu cầu như vậy, mà bệnh nhân COPD thì chỉ có nhiêu vậy thôi? Mình phải hiểu cái câu chuyện đó chứ. Một cái ông phổi bình thường mà họ yêu cầu là cái viêm phổi là phải đảm bảo oxy là phải từ 94 trở lên, hiểu quý thầy nói chưa? Dạ. À, bây giờ cái ông mà COPD ông thiếu oxy nữa, như vậy á, bây giờ ông bị viêm phổi á, mình có nên để cho ông 88-92 hay không? Chứ thầy là dạ, không rồi. Nên nè. Có hiểu thầy nói không? Dạ. Dạ hiểu. Rồi như vậy bây giờ á, là chọn cho ông cái mức khoảng 94 hay là từ 88-92 trên cái ca viêm phổi trong đợt cấp.
88 đến 92 vậy. Còn các bạn khác, bây giờ là 88 đến 92, bao nhiêu người đồng ý giơ tay lên coi, biểu quyết coi. Một, hai, ba, bốn, năm. Rồi, Hồ Ái Duy. Dạ, hai bạn đó, mất gì đó, hai bạn đó đó, cho thầy cái ý kiến coi. Mình nên thưa thầy, thầy. Dạ. Thưa thầy, như nãy giờ thầy giảng thì một bệnh nhân viêm phổi thì cần phải đảm bảo duy trì oxy là từ FPO2 là từ 94 đến 98, còn trên bệnh nhân COPD thì bởi vì là cái oxy của người ta là thiếu nên mình chỉ cần duy trì từ 88 đến 92, nhưng đây là bệnh nhân đang một cái viêm phổi cho nên COPD thì mình cũng phải là lấy mục tiêu theo viêm phổi để cho đủ cái oxy cho bệnh nhân để thông khí. Như vậy khi trên bệnh nhân này nè, nãy thầy có nói một cái câu là một cái ca mà phổi bình thường thôi mà người ta đã bắt oxy phải đảm bảo được 94 đến 98, trong khi trên cái ông COPD đó mà mình vẫn duy trì như vậy. Như vậy cái viêm phổi nó nặng hơn hay là đợt cấp COPD nó nặng hơn? Viêm phổi nó nặng hơn. Cái viêm phổi nó nặng hơn, tính chất nó nghiêm trọng hơn, tổn thương phổi nó sẽ dữ dội hơn, và như vậy nó sẽ làm cho tình trạng oxy của bệnh nhân nó sẽ tệ đi. Do đó đó, trên một bệnh nhân viêm phổi mà có bệnh nền là COPD thì mình phải duy trì cái mức tối thiểu của oxy mà viêm phổi họ yêu cầu. Có rõ cái chuyện này không? Mình đưa lên 98, 99 mình phải cho thở oxy nhiều quá thì mình sợ lợi bất cập hại. Lợi bất cập hại là chuyện gì? Là mình sợ nếu như COPD mà cho thở oxy nhiều quá coi chừng ức chế hô hấp. Nhưng mà cái ca này nó viêm phổi cho nên bệnh nhân sẽ chết vì thiếu oxy, không đủ oxy. Cho nên những ca này kèm phải duy trì cho bệnh nhân SpO2 khoảng 94%, không cần phải 98, 99 gì hết. Như vậy thì những bệnh nhân này đi vô, mình chỉ cần cho bệnh nhân thở oxy khoảng nhiều. Nếu như bệnh nhân thở không có gắng sức, tức là mình chỉ vấn đề liên quan đến là gì, về mặt trao đổi khí thôi, thì mình chỉ cần cho bệnh nhân thở oxy khoảng chữ oxy đơn giản đó nha, từ 1 đến 2 lít, tức là bệnh nhân đang FiO2 21% với khí trời, nên em đưa lên khoảng từ 24 đến 26 là được rồi. Có hiểu cái chuyện này không? Dạ hiểu thôi. Còn nếu như bệnh nhân này mà thở thấy gắng sức dữ quá thì mình chụp cái bypass luôn, mình đạt được hai mục tiêu. Có hiểu chưa? Nếu như khi máu thử ra mà cứ ứ CO2, được chưa? Thì coi như là nó giúp thải CO2 ra nữa. Rồi. Rồi tiếp tục đi. Không nằm ICU. Rồi bây giờ phác đồ của Bộ Y tế yêu cầu mình là gì? Bây giờ đầu tiên nè. Không. Đầu tiên bệnh nhân này là bệnh nhân có nguy cơ nhiễm tác nhân đa kháng. Rồi bệnh nhân này không có nằm ICU. Rồi không nằm ICU nhưng mà bây giờ là gì? Cho gì? Và cuối cùng em cho gì? Viêm phổi cộng đồng mức độ nhẹ, có nguy cơ nhiễm tác nhân kháng thuốc. Giờ mình cho gì? Hả?
Sao mấy đứa? Bệnh nhân là viêm phổi cộng đồng mức độ nhẹ nhưng mà có tác nhân nhiễm kháng thuốc mà bệnh nhân đang điều trị nội trú, thì trong các cái khuyến cáo thì em nghĩ là sẽ cho thể là ceftaroline hoặc là tocopeptide là cái những cái kháng sinh diệt được pseudomonas và kết hợp với một đúng không? Tức là em bây giờ dạ. Cho điều hay là phối hợp? Em cho phối hợp và phối hợp thêm một cái azithromycin để phủ các tác nhân không điển hình. Để nếu như em cho beta-lactam thì em sẽ cộng với macrolide. Rồi. Dạ. Thế bây giờ nếu vậy đó thì bây giờ khi nào thì mình dùng quinolone? Dạ, thì là quinolone là em nghĩ khi bệnh nhân dị ứng với beta-lactam ạ. Còn các bạn khác? Còn các bạn khác? Dạ thầy, em mới đọc lại bài thì trong bài thầy có nói là nếu có nguy cơ mắc vi khuẩn kháng thuốc như Pseudomonas hoặc MRSA thì phủ thêm nhóm quinolone hô hấp. Để là em nghĩ là ở bệnh nhân này mình phải phủ cả ba kháng sinh luôn ạ. Ghê vậy. Trời đất ơi, còn những người khác. Trời đất ơi là trời. Khuyến cáo của Bộ Y tế họ điều trị họ nói làm sao? Sao Trang nói đi. Là cái nào? Cái ca đó là cái ca gì của sếp đi ngoài miệng đưa vô đấy. Thì bây giờ sao mà đến giờ này mấy cái xét nghiệm chưa có cái gì hết vậy? Không phải nói mà không hiểu. Cái chuyện đó nó không liên quan. Cái chuyện đó nó không liên quan. Đợt này là làm hết thì cứ việc làm. Nhưng mà ý anh nói là tại sao đến giờ này mà xét nghiệm cận lâm sàng á, nó không có, không vô từ là hồi 4 giờ mấy. Mà đến giờ này á, mà chưa có sinh hóa, chưa có luôn. Không có, anh mở ra anh coi nè, bây giờ mấy em coi đi rồi báo cho sếp. Còn bệnh nhân đó là không có nhập viện. Báo cho giám đốc đi. Không, cổng cầm, anh coi trên máy nãy giờ rồi, anh định gọi. Anh hỏi mấy đứa đó. Anh coi trên máy rồi. Còn việc nữa là giờ mấy em sắp xếp trật đi đó, giờ nhân viên. Nếu nhân viên nó dương tính rồi đó, thì giờ em báo cho anh tới là nhân viên dương tính cho nghỉ, thì giờ sếp sao? Báo cho anh tới sếp. Ráng sao mà ráng bây giờ hả? Rồi là những đứa khác lay rồi, có đổi thừa không đấy. Đâu có nói như vậy được. Bây giờ anh nói luôn rồi đấy. Tôi còn chẳng nói là giờ hiếu á. Là vợ nó dương tính rồi, giống như bữa nhà vợ giờ thằng Duy cũng vậy đó. Ở nhà nguyên một chùm F0 không báo. Đến khi bây giờ ngày qua anh hỏi thì vợ Duy nói cái nhà cả nhà bị trước đó hết trơn rồi anh ơi. Thì vậy là bây giờ tất cả nhân ừ thì bây giờ anh tự anh nhốt rồi, nhưng mà mấy đứa bay có chịu tha đâu. Thế bây giờ tụi bay tự xếp đi đó, ngon thì cứ làm.
tới giờ coi như là giờ anh bây giờ ở bên đó luôn hay là anh về bên này? Ủa, xét nghiệm của anh ấy, em coi trên hệ thống nó có nha. Cái thứ hai nếu em gọi về Bộ Y tế và Văn phòng Chính phủ có báo cáo thì họ tự họ lấy chứ không phải là anh lấy được. Cho nên là nói, cho nên nói với mấy đứa nó yên tâm, nếu như mà anh dương tính là anh có đi gặp cái cụ được. Nếu mà anh dương tính ấy, thì anh sẽ đi gặp cái cụ lên trên các mát luôn. Chứ không có đi gặp cái cụ đang sống đâu, đừng có lo nha. Còn lại là còn là các ông các bà ông bà lão là hàng ngày đây nè đó. Với lại là cái kiểu đó là gặp cái cụ cái ông cái bà đây là nhiều lên, đúng không? Rồi dạ, cho thầy biết đi, bây giờ nhân viên nó dương tính đầy đấy rồi, cho nên là bây giờ nhưng mà mỗi lần mà dương tính là nó vui lắm, biết không? Biết lý do làm sao không? Lý do làm sao dương tính mà vui không mấy đứa? Dạ được nghỉ 5 ngày. Được nghỉ, bây giờ làm đâu được nghỉ. Cho nên nó là bệnh nhân chết thì kệ bệnh nhân, chứ đến lúc mà mình họ cũng phải lo thủ họ. Cho nên giờ làm sao giờ? Còn bây giờ mình đi vô làm á thì coi như là làm cả xịt cả đuổi, làm coi như là cứ lững lững lơ lơ ra đó vậy đó, nhìn rất là bực bội. Tôi quay trở lại câu chuyện của mình đi, để mình phải học, mình phải thi cho đậu chứ không là nó không bị thi lại, nó phiền này. Rồi đó, bây giờ đến phiên mấu chốt quan trọng, giờ ca này điều trị sao? Hỏi ra thì bây giờ phác đồ ATS có nè, rồi phác đồ của BTS cũng có nè, rồi phác đồ của Bộ Y tế. Rồi đó, bây giờ chọn phác đồ nào? Chọn phác đồ nào thì bây giờ phải cho biết. Mà mấy bữa giờ là thầy ấy cứ dạy hết đứa này đến đứa kia xong rồi, rồi xong rồi nó vừa mới bớt khàn tiếng nó khàn trở lại, cái xong rồi mọi người cứ đồn thầy là cứ thầy bị dương tính lại luôn. Dương tính mà chưa có hết cách ly là bị dương tiếp cái kiểu vậy. Ai đâu rồi, ai trả lời cho thầy biết cái coi. Ở đây là tụi em chọn phác đồ ATS. Ừ thì ATS sao thì nói đi. Dạ, dạ tụi em chọn phác đồ ATS là đi khám bệnh mà gặp mấy đứa cho chờ cho kháng to kháng sinh mệt quá thôi đi về ra đại mua nhà thuốc xong rồi đi. Nếu như thầy là bệnh nhân đó, thấy không? Rồi mấy bác sĩ nhóm hô hấp này cho thuốc mệt quá thôi để tôi về tôi ra ngoài nhà thuốc tôi mua đại tôi uống thuốc cho rồi. Rồi nói đi. Sẽ dùng một cái đơn phối hợp là sertraline 0,6 gram tĩnh mạch phối hợp với azithromycin 0,5 gram tĩnh mạch ạ. Ví dụ như cái ca này nè, nếu như bệnh nhân mà vô với mình mà điều trị nội trú đó vậy nè, thì thường là những cái tác nhân nào có thể gặp phải? Dạ thưa thầy, theo em nghĩ thì trên một bệnh nhân mà có cái bệnh nền COPD như thế này thì các tác nhân mình phải cần chú ý nhất là cái Pseudomonas. Đúng rồi, mình phải chú ý tác nhân đó. Nhưng ý thầy chưa hiểu câu hỏi của thầy rồi. Ý thầy hỏi là trên bệnh nhân mà viêm phổi cộng đồng ấy, mà bệnh nhân này của mình nè, thì khả năng họ bị những cái tác nhân nào? Biết không? Dạ, thưa thầy là có thể có phế cầu, có thể kháng thuốc hoặc là không. Có thể có chlamydia, có mycoplasma, có con hít,
Legionella với những cái con virus đường hô hấp. Rồi vậy cuối cùng là gì, mình chọn kháng sinh gì nè? Bệnh nhân này á, là tiêu chuẩn của mấy em là viêm phổi cộng đồng mức độ gì? Hả? Mức độ nhẹ. Mức độ nhẹ mà điều trị nội trú đúng không? Dạ. Đúng không? Rồi thì dạ, theo ATS là người ta kêu mình làm gì? Nhưng mà thực chất ra đó, mấy em học có rất nhiều cái guideline, trong đó ví dụ như Hội lồng ngực Hoa Kỳ đó nha, mà họ yêu cầu mình họ làm dùng CUAP đó thì họ làm như vậy đó. Tuy nhiên đó là nếu như mà theo hội là lồng ngực Anh đó, của cái BTS hoặc là tiêu chuẩn NA hoặc là bên chỗ cái nghiên cứu NA á cũng vậy, thì nếu như mà bây giờ á nó có một cái khác biệt mà người ta trong cái nguyên tắc điều trị kháng sinh đó, người ta yêu cầu mình cái em núi là gì, là phải là theo cái data của cái gì đó của tại cái cơ sở của mình đang học đang điều trị. Thì như vậy mấy em lưu ý, nếu như mà bệnh nhân đó, mà chỉ dựa vào mức độ thôi ha, thì các gai này các khuyến cáo nó có khác nhau hết. Cho nên trên cái khuyến cáo và của Bộ Y tế của mình ấy, trên cái khuyến cáo của Bộ Y tế của mình ấy, thì mấy em lưu ý dần khuyến cáo của Bộ Y tế của mình ấy, mình nên dùng theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Vì sao vậy? Vì cái khuyến cáo đó đã cập nhật về dữ liệu vi sinh tại quốc gia của mình. Như vậy trong những cái trường hợp mà viêm phổi cộng đồng ấy, mà mức độ nhẹ mà điều trị ngoại trú, còn của mình là bệnh nhân của mình là mức độ nhẹ mà mình phải điều trị nội trú, thì mình phải làm sao? Thì nhẹ mà điều trị nội trú đó thì mình lựa chọn kháng sinh đó, thì mình cũng nên lựa chọn kháng sinh là như là cái mức độ trung bình rồi. Thì trong đó nó có mấy việc, hoặc là quinolone hô hấp đó, đơn trị liệu, hoặc là cái nhóm beta lactam cộng beta lactame. Rồi nếu như mà bệnh nhân của chúng ta đó mà có nguy cơ nhiễm pseudomonas mà ở cái khoa mà không có ICU, hay là khoa đó là khoa ICU, thì như vậy là mình đi coi nếu như mà có nguy cơ nhiễm pseudomonas thì bắt buộc là mình phải làm chuyện gì, mình phải là kháng sinh phối hợp. Được chưa? Thì cái kháng sinh phối hợp thì nó có mấy cái nè. Một cái beta lactam chống pseudomonas cộng với lại cái quinolone, hoặc là cái beta lactam chống pseudomonas cộng với aminoglycosid cộng với macrolide. Đó. Thì như vậy tùy mấy em. Nha. Tùy mấy em. Thì như vậy quay lại cái bệnh nhân của mình này, bệnh nhân này có nguy cơ nhiễm pseudomonas không? Dạ có. Hả? Dạ có thầy. Rồi. Nếu như bệnh nhân nhiễm pseudomonas dù mức nhẹ thôi, bệnh nhân nằm nội trú không phải khoa ICU, thì mà mình đánh giá cái ca này là có nhiễm nguy cơ nhiễm pseudomonas rồi, thì mình chắc chắn là mình sẽ không có đơn trị liệu được ha. Đó. Nếu như mà những cái trường hợp ấy, bệnh nhân á mức độ nặng á thì mình mới phối hợp với là nhiều thứ như vậy. Còn nếu như mà bệnh nhân á nếu như bệnh nhân á mà không phải mức độ nặng thì mình nên xài cái gì? Rồi. Thì như vậy mình cứ nên xài ba thứ không? Hồi nãy có một bạn đề nghị đó, theo phác đồ, nãy là em nói là theo phác đồ của bộ hả? Dạ không. Của ATS ạ. À?
Thì lúc đó nếu như mà có nguy cơ nhiễm Pseudomonas thì người ta nói mình là cần cái gì? Dạ giờ là theo Bộ Y tế đúng không thầy? Bộ Y tế là gì cũng được hết trơn á, quy trình mà quan điểm. Dạ là bây giờ ở trên bệnh nhân này thì có nguy cơ nhiễm Pseudomonas điều trị nội trú viêm phổi mức độ nhẹ thì bệnh nhân sẽ dùng một cái beta-lactam thì em sẽ chọn là piperacillin tazobactam kết hợp với một cái aminoglycosid và azithromycin. Thực sự ra đó lưu ý nè là em chọn một cái nhóm beta lactam cộng với chế beta lactame nha, hoặc là cái nhóm cephalosporin thế hệ thứ ba thì mấy cái thứ đó mình lưu ý nè, thì cái phối hợp có hai nhóm thôi. Nếu như các em dùng ceftriaxone hay là mấy em sử dụng là cái nhóm mà beta lactam mà chống pseudomonas đó, thì nó có cái gì? Beta lactam mà chống pseudomonas thì mình sẽ có piperacillin cộng với tazobactam, hoặc là cái nhóm cetazidin hoặc là cefepime, đó là những cái beta lactam chống pseudomonas. Rồi các em sẽ phối hợp với cái gì nữa là quinolone là được rồi, được chưa? Hoặc là macrolide hoặc là quinolone. Tuy nhiên là thầy khuyên là nên sử dụng quinolone luôn. Quinolone hô hấp thì là gồm có moxifloxacin và levofloxacin. Vì sao vậy? Vì cái quinolone hô hấp này nè, vì sao người ta dùng macrolide? Vì macrolide thì nó sẽ tác dụng trên cái nhóm mà không điển hình, nhưng mà khi mình sử dụng quinolone hô hấp ấy thì nó đã phủ luôn hết rồi. Cho nên nếu như mà đã chống luôn pseudomonas thì mình sử dụng là quinolone cộng với lại cái nhóm mà beta lactam chống pseudomonas như hồi nãy thầy nói. Thì hiện giờ là mình có, nếu như mình dùng ceftazidin hoặc là mình dùng cefepime, hoặc là mình dùng cái nhóm cefoberazone cộng sulbactam, hoặc là mình dùng cái nhóm piperacillin cộng tazobactam, cái đó là tazocin đó. Thì như vậy có hai cái thứ để cho chúng ta phối hợp, chứ không phải là ba thứ đâu. Nhiên nó ghi là macrolide xuyệt cái, tức là hoặc là macrolide hoặc là quinolone, chứ không phải là cộng với cả macrolide cộng quinolone. Rồi được chưa? Dạ được. Đó là kháng sinh. Việc thứ hai, bây giờ giãn phế quản. Thế bây giờ giãn phế quản thì tôi sẽ cho Ventolin hoặc là Ipratropium tôi phun ký dung. Còn lại corticoid đường toàn thân thì như thế nào? Nếu như tôi cho corticoid với cái liều là 1 đến 2 microgram bạc ký, rồi tôi chích, đó là đường toàn thân, là tôi cho đường uống, như vậy có nên hay không khi bệnh nhân có nhiễm khuẩn đường hô hấp? Mà cái corticoid trong đợt cấp COPD nó có vai trò là cái gì? Dạ nó có vai trò kháng viêm, nhưng bên cạnh đó nó cũng gây ức chế miễn dịch nè. Tiến luôn rồi. Thầy nói nè, tức là bây giờ nè là
Mục tiêu á, của điều trị kháng sinh là tôi xong rồi, bây giờ mục tiêu nữa là mục tiêu là kiểm soát triệu chứng của đợt cấp, thì gồm cái giãn phế quản và corticoid. Giãn phế quản thì khỏi phải bàn rồi, đúng không? Đúng không? Còn lại corticoid thì nếu như mà xử trí á, về nguyên tắc như đợt cấp á, thì là cái liều là từ 1 đến 2mg bạc ký, đúng không? Dùng đường toàn thân. Mà giờ tôi sợ nhiễm trùng thì giờ tôi phải làm gì? Thì như vậy tôi, nếu như mà tôi không kiểm soát được triệu chứng bằng thuốc giãn phế quản thì tôi lúc đó tôi sẽ xem xét là tôi sẽ dùng corticoid, thì lúc đó tôi sẽ dùng đường tại chỗ, tức là tôi sẽ dùng bumicort để mà tôi khí dùng. Như vậy tôi sẽ phối hợp combivan cộng với bumicort tôi khí dùng. Còn khi nào tôi ngưng corticoid thì đó tùy đáp ứng về mặt lâm sàng. Nếu như mà bệnh nhân này ok, kiểm soát được triệu chứng với giãn phế quản thì tôi sẽ không dùng corticoid nữa. Hiểu cái chuyện này không? Dạ. Có rõ chưa? Cả nhóm rõ chưa? Dạ rõ rồi. Rồi đi xuống nữa con, thầy nói hết đổi rồi. Mấy cái group sau là tôi không nói nữa. Mấy group sau thì cái trong lý thuyết thôi. Thế bây giờ bệnh nhân nó nhóm D đó, giờ xa ba, la ba la ma, rồi khi nào thì ICS, ca này có cần ICS hay không? Vì hiện giờ là coi là bệnh nhân điều trị bữa giờ đó điều trị như thế nào mà bây giờ đợt cấp nó không kiểm soát được. Thì như vậy bây giờ người ta coi là có đúng là bệnh nhân la ba còn ICS thì chưa, bệnh nhân thở có đúng hay không, vân vân cái kiểu. Nếu như không được thì mình cả ba thứ, nếu như mà kiểm soát triệu chứng chưa tốt thì cái đó tùy. Nên đánh giá lại, kiểm tra lại bệnh nhân. Rồi cho ai thắc mắc gì không? Dạ thầy ơi, cho con hỏi là ví dụ như ở trên bệnh nhân này khi mà con khai thác được là bệnh nhân dùng sai Symbicort, sai liều, bệnh nhân chỉ dùng có một lần một ngày, mỗi lần hai nhát, thì bây giờ con sẽ chỉnh cho bệnh nhân là cũng là Symbicort tiếp, mà khuyên bệnh nhân, tư vấn bệnh nhân dùng đủ liều hai nhát hai lần một ngày, thì hay là con sẽ chuyển luôn cho bệnh nhân thành la ba la ma, cắt luôn ICS ạ? Sao nói lại đi. Dạ, dạ con đọc thấy tác dụng phụ của ICS là nếu mà có tác dụng phụ là gây viêm phổi thì mình sẽ chuyển xem xét thay đổi ICS để thay đổi thành LAMA á thầy, thì bây giờ là con nghĩ dùng tiếp là Symbicort cho bệnh nhân hay là sẽ chuyển một cái thuốc khác thay bằng LAMA? Nguyên tắc chuyển thuốc mấy con nhớ nè, mình coi mình đã phối ưu cái thuốc đó chưa, được chưa, bệnh nhân có xài đúng không? Dạ. Đúng không? Dạ không đúng. Dạ. Còn không đúng thì mình phải hướng dẫn người ta chứ. Dạ. Còn khi nào mà người ta làm đúng rồi, tối ưu cái liều rồi mà không xong thì lúc đó mình mới tính đổi thuốc hoặc kết hợp thuốc. Được chưa? Dạ, dạ được ạ. Cứ coi là lý do tại sao như vậy, lý do tại sao bệnh nhân không tuân thủ. Vì nhiều khi là bệnh nhân quen dùng cái loại thuốc hết vậy rồi mình chuyển qua cái loại khác, người ta không ưa. Người ta nói cái này không quen. Có rõ không? Cái phát cho người ta mình nói cái loại này xịn sò lắm, hay lắm, được chưa? Cái xong rồi cái ai về đâu, bệnh nhân đem về cất lén lén đi mua cái khác xài, mua cái cũ, được chưa? Cái về hỏi sao vậy? Ví dụ sao kỳ vậy, đau lên coi kiểm tra thuốc, cuối cùng nó thuốc còn y nguyên, rõ chưa? Tức là mình đưa cái hộp thuốc ra mình kiểm tra mấy cái hộp thuốc mà có bình định liều đấy, mình thấy còn y nguyên, hỏi lý do sao vậy? Ủa cái loại này về khó xài lắm bác ơi, tôi hít vô á tôi thấy giống như nó không có vô cái gì hết trơn vậy đó, có rõ không? Dạ dạ rõ thầy. Cho nên mấy con phải coi lại, mấy biết men cái chất kia phải coi lại là bệnh nhân của mình nó đúng là họ tuân thủ đúng điều trị của mình không. Nếu như mà không có rồi thì mình mới ấy, còn nếu như mà có đầy đủ rồi, họ làm ok rồi, họ kiểm soát triệu chứng thì lúc đó mới ấy. Tại vì khi mấy đứa cho cái Spiriver đó, cái đó là cái mỗi viên, mỗi lần bắn như vậy là hết một viên. Bắn hết một bi giống như mấy người nghiện heroin vậy, nói vui vui vậy đó. Nhưng mà cái đó nó rất là mắc tiền.
một cái bình cái dùng Spiriva như vậy đó là nó tới 900 đến 1 triệu lần. Do đó là mặc dù là ấy thì mình cứ coi không hiểu rồi thầy. Rồi cái này hỏi gì nữa không? Dạ, thầy ơi, vậy chiều mai tụi em trình tiếp một thầy với thầy một cái bệnh án khác đúng không thầy? Thôi để ngày mốt đi chứ, ngày nay thầy nói nổi. Dạ thầy, còn bệnh án tụi em nộp thầy vào sáng thứ tư đó thầy. Dạ, nhóm tụi em có một bạn là Đỗ Thị Thu Hồng là F0 là chưa đi bệnh viện lại được đó thầy. Cho bạn đó xin dời cái ngày nộp bệnh án cho thầy được không thầy? Thầy đâu có bất khả đâu. Dạ, thôi, cho em hỏi luôn là dạ, ví dụ tụi em nộp cho thầy rồi ngày nào thầy sửa cho tụi em được thầy? Dạ, alo. Bây giờ là thầy nói nè, ngày hôm qua thầy có hẹn đó là có thể ngày mai là thầy sửa cho cả nhóm lớn được vì mấy cái bệnh án mấy đứa nó nộp. Còn bây giờ mấy đứa nộp bệnh án sớm đó, thì sẵn thầy sửa vô một lượt chứ còn sau thầy không có sửa bệnh án nữa. Thấy chưa? Dạ.